Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi, nghe giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn, giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu, tức là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ, nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung, dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài, hai lần em đều vượt qua được. Và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Để lại lòng ai còn sáo sang sông, sáo đã xu lòng bài chỉ bạc liêu, còn sáo bay theo phương bài chỉ trà dinh, còn sáo bài qua đời tôi. Vỗ tay cho Phi Nhung đi quý vị. Con sáo trong lòng nhớ bầy ta, làm chơi thương nhớ con
cũng buồn nên trời mưa không dứt. Phi Nhung hát cải lương nghe được quý vị. Cảm ơn nha. Trời mưa trúc sợi tơ lòng, mơ ai xa ngoài giang dặm, hận ai nước mắt đông sầu, biết tìm ai người tri ngộ. Chú hồn trong suối thơ mơ màng theo tiếng thơ. Hay quá. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao quà cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự. Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồi. Còn gì nữa, biển dâu đã bao đổi giờ. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lũng bình trôi. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lũng bình trôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo nhận xét cho tiết mục này. Hôm nay Phi Nhung hát rất là tự nhiên. Tuần trước là phải tập múa này, nó nhiều nhiều cái tâm lý phải chi phối quá. Tuần này hát thoải mái tự nhiên, lại giống Phi Nhung, hát rất vô tư. Nghĩ sao hát vậy? Volume mở lớn nhỏ rất bất thường, nhưng mà lại ra được Phi Nhung. Yeah. Yeah, đúng không? Phi Nhung đã trở lại. Yeah. Xin cảm ơn ạ. Hay. Thật sự hay. Hay mà tôi ngồi sững như là thẫn thờ luôn á. Trời ơi, nó giống gì mà nó giống dữ vậy trời. Lần trước hụt bao nhiêu, lần này lấy lại hết. Mừng quá. Mừng quá. Mà tôi thấy hình như là ủa trong có cái gì vui có lạ cái gì luôn vui nè, nó không? Bà đang yêu rồi đó. Tôi thấy bà cũng nôn lắm. Nhưng mới có người yêu. Anh Đức hả? Không. Còn sâu quen Đức nữa. Chứ Nhung quen ai Nhung? À, thì Nhung quen người yêu của Nhung đó. Nhưng mà cái vui này nó không phải là vui của người mới yêu mà có một vui hơn nữa. Ý là bây giờ thì ban giám khảo hỏi thì em cũng xin trả lời thật luôn. Đúng là cũng có một xíu tin vui thì... Tin vui gì? Hả? Tôi nhúng theo trong làm cô xấu xứ lạ. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Ủa, lấy chồng hả? Trời ơi, lấy chồng hả? Cái đó là hát tượng trưng thôi. Chứ là Nhung lấy chồng là Nhung vui, chứ là Nhung không có buồn. Chúc mừng Trúc Ly. Chúc mừng lấy chồng rồi. Chồng rồi. Ủa là lấy chồng thiệt hả? Dạ. Tại vì nói chung là thiệt ra là em không có nói thật là đâu. Mà tại vì bây giờ mọi người chắc là cũng trong trường quay thì chắc cũng biết hết rồi. Biết hết rồi. Sao mà lấy chồng cả trường quay biết tôi không biết kỳ vậy? Cái người nhiều chuyện nhất không biết là sao? Để kể cho quý vị nghe. Con bé quay xong cái tập này đón xe đi mười mấy tiếng đồng hồ về quê ngày mai làm đám cưới. Thiệt á hả? Thiệt luôn. Hát xong tiết mục này là ra xe đợi ngoài rồi, đi về. Oh my god, lát nữa anh gửi tiền mừng nha. Thôi thôi anh Thành đừng có làm vậy. Lấy lộc đặng đi diễn để hên. Mai mốt biết đâu lấy chồng xong phải không, sao chương trình nổi tiếng được người ta nhắc đến mời đi show luôn. Ừ. Chồng theo làm trợ lý. Thay mặt cho ba vị giám khảo thì xin được chúc mừng em nha. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo cũng như là cảm ơn tất cả anh chị. Cảm ơn tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn.
đi tìm người yêu đi tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miêu, người yêu đãi các cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu cao xe. Các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Em ơi, anh tìm chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dấu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, thì anh nghèo đâu dám mơ. Em ơi, anh tìm người yêu không ước mơ. Mai đây cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao tác phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù rằng nơi góc bế chân trời, cuộc đời bao tác phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù rằng nơi góc bế chân trời, cuộc đời bao tác phong ba, suốt đời có nhau bên. Chúc mừng Ngọc Tuấn. Và bây giờ chúng tôi xin mời các vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Thực sự ra ngoài đời anh Mạnh Quỳnh là người chỉnh chu. Chỉnh chu và đào màu thì thường nó rất là ít lòi ra những cái động tác thừa, những động tác đặc biệt để mình có thể bắt chước, đúng không nào? Nhưng mà đâu đó vẫn có vài động tác thú vị bạn ạ. Cứ về coi lại đi. Thành không diễn tả được anh Quỳnh ở đây, nhưng mà nó rất là thú vị. Nó có một cái sự nghiêm túc mắc cười lắm. Nó có cái vài động tác rất là ấn tượng mà bạn làm ra là người ta... Có phải là nghiêm túc cái lâu lâu lòi ra động tác lòi chút xíu thôi mà nó kiểu, duyên kiểu đúng không? Kiểu kiểu vậy á. Nó dễ thương lắm. Thành tựa ra bạn cứ về bạn để ý những cái điều đó là một. Cái thứ hai lại là vấn đề về nhấn nhá. Bạn ạ, hát phải nhấn nhá. Hát không có thể nào nó cứ đều vậy hoài nghe buồn ngủ lắm. Cái này Thành nói thiệt. Mặc dù bạn hát, bạn là một trong những cái người mà hát giống anh Mạnh Quỳnh nhất từ trước tới giờ mà tôi nghe luôn. Thì báo cho bạn vui về điều đó. Nhưng mà để bạn có động lực bạn làm. Nhưng mà giống nhất chưa đồng nghĩa là bạn thật sự giống anh Mạnh Quỳnh. Có nghĩa là bạn chỉ giống được cái phần voice, nhấn nhá kiểu mà cái e, cái âm thanh đó. Nghe Mạnh Quỳnh nè. Nhưng mà cái hồn của người ta bạn chưa lấy ra được. Cái cách ngắt câu của người ta bạn chưa lấy ra được. Đó giống như tôi nói là thí dụ như là Whitney Houston đi. Whitney Houston thí dụ nha. Tôi nói trong cái bản thu âm
thì cô sẽ hát là Don't leave me close one more door, I don't wanna hurt anymore. Đó là bài thu âm. Còn bà ra sân khấu, bà sẽ hát là Don't leave me close one more door. Nhấn nha. I don't wanna hurt anymore. Nó ngộ lắm, nó không có liên. Nó cứ rần. Dạ vâng, bây giờ em mới hiểu ạ. Bạn hiểu không? Vâng, bây giờ em hiểu. Người ta không bao giờ hát y chang, người ta thu ở trong phòng thu, nên bạn đừng có hát như vậy. Nghe nó rất là buồn ngủ. Bạn phải coi mấy cái bản live thi mà xài chiêu để người ta có cái. Em là nghe đĩa nhiều quá cho nên nó nhiễm. Nhưng sân khấu là một sự quyết liệt. Dạ vâng ạ. Em phải quyết liệt hơn nữa. Dạ. Tại vì đúng em không? Chưa hiểu ạ. Dạ. Và hát phải như nói á bạn. Bạn hát tới đâu bạn hiểu đó đúng không? Dạ. Thì hát nó phải như nói á. Bạn hát mà giống như bạn muốn nói cho người ta nghe thì ánh mắt bạn phải tới khán giả nha. Nãy giờ ánh mắt bạn đang nằm đâu lơ lửng trên không trung nè. Thì đứng trên sân khấu á, để chị ấy cho em. Khi em hát em đi lại đây nè, nó sẽ có ánh đèn sân khấu đi theo. Thì em nhìn cái ánh mắt nào mà tình tứ cho em nhất trong mấy chục người đúng. Đây là em cứ nhìn vào đó thì cái cảm xúc của em tập trung vào người đó. Cái người, cái ánh mắt của khán giả tự nhiên bị say đắm theo mình. Gọi là kết nối cảm xúc. Tại vì hiểu không, khi em đi tới cái này, đèn sân khấu ban xuống, chắc chắn sẽ có một khán giả đang ngó cái đôi giày em đi hiệu gì. Em hiểu không? Không, bây giờ em... chị Thanh đi, chị hát đi, rồi bây giờ khán giả này ngồi đây. Rồi, đây, khán giả đây. Rồi. Thí dụ như hát một thời đã xa đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên phải là những người cuối cùng trước. Và em biết ai sẽ quên hơn những bài tình cờ vía riêng tặng em. Ánh mắt tình không? Phải chia đều hết. Đúng không? Phải chia đều hết cho khán giả trước. Ok. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu chỉ riêng. Em biết anh này thích mình không để ý. Hay quá. Từ từ. Xuất sắc. Đó là chiêu thức của ca sĩ. Xuất sắc. Và em sẽ không trách anh nữa. Quá buồn. Chẳng trách. Lấy cái chàng phóng tay cho mình trước. Chẳng trách anh nữa. Vỗ tay cho em nha. Khi ta đến với anh ngồi đó đi. Bây giờ là không, cái cuối cùng tức là knock out nè. Knock out nha. Knock out đầu tiên sẽ là chia đều cảm xúc cho tất cả. Sau đó phải nhìn tình tứ từ cánh phải qua cánh trái. Đúng rồi. Nhưng cuối cùng cái thứ ba là phải là mình thể hiện để lấy cái tôi của mình trước. Lên sân khấu phải có cái tôi của ca sĩ. Và em sẽ không trách anh nữa. Chẳng trách anh nữa. Khi ta đến bên anh ngồi im, em không biết động. Anh ngồi im nha. Khi ta đến bên nhau tình yêu rơi. Không có một cái khán giả nào mà lầm lố như tôi đâu. Anh ơi, giờ em biết công dụng của cái khăn đó để làm gì rồi đó. Để níu kéo. Đó, cái sự chinh phục khán giả là tất cả mọi thứ khác hẳn trong đĩa nha quý vị. Dạ, cảm ơn các giám khảo đã thị phạm. Trời ơi, nhiều khi đi học trường lớp không bằng là giám khảo đến đây thị phạm nhiệt tình như thế này. Đó, cái này là quý giá lắm, đúng không ạ? Lột xác không? Hứa không? Hứa lột xác không? Vâng, em sẽ để đi theo dòng Trâm. Rất cố gắng ạ, bởi vì là bây giờ thì em cũng đã hiểu rồi. Bởi vì là trước thì em chỉ có sửa điện tử thôi, chứ em cũng không hát hò gì cả, bây giờ nghe thôi ạ. Đấy, em bây sửa giờ... điện tử mà hát hay vậy á. Dạ vâng, hả? Em bây giờ mắc điện nước. Tivi rồi này nọ đi hả? Vâng, đồ điện tử. Hay quá, hay quá. Rồi, cảm ơn Ngọc Tướng rất là nhiều. Em một trăm tay cho Ngọc Tướng ạ. Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã chỉ dẫn cho em ạ. Cho em ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình thấy đam mê thì xác căng đầy nghiêng ngửa cho dù hôm lần nghe đắng cay những lời này cho em ta hơn ta khi đổi mặt đời đêm đơn côi chợt thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên...
ngược đầu khoảng buồn dài hùng hôn còn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đời ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thì xa xa rời, trên giữa đó đầy khi tàn mong em. Chúc mừng hai bạn. Hát mà giống như hai ông ai ưa ai á. Giận á kiểu mà đã đang nguyên là diễn là nội tâm rồi, là hát là bất cần là cái mặt là giống như là kiểu mà muốn quýnh ai rồi. Mà hai ông mắc cười lắm, hai ông nhìn nè. Tới rồi đường em ơi trả lời. Hát mà bà đã còn thi chung đề tài nữa kiểu. Mày ngon bước vô, mày ngon vô đây, vô đây. Ngon vô, ừ. Trời, Trấn Thành là thuộc dạng soi khủng khiếp. Mà thiệt cái mặt cưng á, cái mặt hai anh rất là đáng yêu luôn á. Trước giờ có chương trình nào mà cặp đa nguyên song ca giống như anh em sinh đôi chưa? Hay là mới có chương trình mình đầu tiên thôi? First time. Xuất sắc. Nguyên đối nguyên. Nguyên đối nguyên. Nếu mà hát một mình á thì tiết mục nó không thú vị bằng là hai đa nguyên hát cùng một lượt để mình so sánh. Thì giống như Trấn Thành nói là có ưu khuyết điểm riêng. Về nội lực bên này thì Trọng Nghĩa cái nội lực giống đa nguyên hơn. Văn Chiêu thì có cái chất giống, sinh ra nó có những cái gọi là đồng chất á, và đồng chất tức là nó đồng màu dòng, đồng cách thức, tất cả gọi là phương thức. Trấn Thành đó là phương thức, là Văn Chiêu nắm được phương thức của đa nguyên. Và chính vì cái phương thức em nắm vững cho nên khi em hát á, em nghĩ rằng là nó giống rồi, cho nên lại không gò cái lực. Cho nên về cái lực vang ra thì em hơi bị thiếu. Trọng Nghĩa thì cái lực đúng hơn, cái lực đúng hơn. Nhưng mà Nghĩa khổ thế này nè, Nghĩa lại không có cái voice giống bằng bạn này. Cái chất không giống lắm. Bạn này cái voice và cách gần giọng, cái nguyên tắc nguyên bạn nắm hết. Bạn này là hầu như là y chang, là nghe thì mình sẽ nghe bạn này giống hơn. Thì bạn phải học được cái nguyên tắc của bạn này. Nhưng mà bạn này lại phải học cái nội lực á, em hiểu không? Khi hát á mà muốn cái âm vực nó rộng á, với lại cái âm lượng nó khuếch đại á, thì em phải hát bằng cái bụng. Mỗi lần em hát em hít hơi sâu vô để cái cột hơi nó chắc lại, hát cho nó rộng ra thì em sẽ giống hơn nhiều. Rồi thêm cái điểm nữa là vào đầu bài hát á, cả hai người đều bị chinh. Dạ. Yeah. Bị chinh và hơi phô một chút xíu, cho nên là cái khúc đầu vào á nó không có được tốt lắm. Nhưng mà khoảng 3 câu sau thì bắt đầu ăn sam với cái bài hát, cho nên là phải chỉnh ngay từ đầu để cho tiết mục hay hơn. Là cái tâm lý ngay khúc đầu nó chưa được ổn lắm. Mà Bolero á, tụi em để ý đi, ăn điểm câu đầu, câu cuối. Câu đầu quất vô một cái là phải vỗ tay liền. Đúng rồi, câu đầu lần xuống xề. Yeah. Cái đó quan trọng lắm. Bolero cái mấy cái câu mà xuống xề như vậy nè, rất dễ được vỗ tay, cho nên câu đầu tiên là phải hớp hồn ngay tại chỗ. Yeah. Cảm ơn. Xin mời nhận xét của anh Nam ạ.
Đúng là như từ đầu anh nói, đó là cái phần song ca này hai em sẽ gặp áp lực đúng không? Và cái áp lực đó nó cũng đã thể hiện rõ từ lúc đi ra, là hai anh chàng đi ra phía bên trên kia. Mình cứ đi và mình đi xuống, anh không biết hiểu tại sao hai anh em đi rồi đụng vai nhau rồi xong nó mới đi ra. Nhiều khi hiểu nhầm là vòng hòa thanh mà là phòng đối kháng. Rồi và cô Chanh lúc nãy cô nói là gọi là đầu, phần đầu mở màn nó phải tốt và phần cuối nữa. Thì riêng cái phần cái câu cuối á, là cái câu kéo dài mình cũng phải thống nhất với nhau vì mình hát song ca mà. Và đặc biệt là anh dặn cả hai em cũng như với tất cả các thí sinh, bởi vì những vòng vào sâu á, mình sẽ kết hợp với những ca sĩ thần tượng khác, những bạn thí sinh khác nữa. Cho nên là cái sự mà mình có tương tác, cái sự tương tác với nhau, nương nhau để cùng khoe cái giọng của mình nhưng mà cũng khoe giọng của bạn, đó mới là một cái phần trình diễn thành công. Đó thì đây là anh nghĩ rằng là cái phòng đầu tiên cho nên có thể châm trước được. Nhưng mà những cái kinh nghiệm này thì cần phải chia sẻ để các em cũng như các bạn khác có thể là tốt hơn trong những vòng sau. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ban giám khảo nhiều. Nói thật ra cũng khó thưa quý vị, tại vì cái trường hợp mà hai thí sinh giả cùng một ca sĩ như vậy á là không có quá nhiều trong chương trình của chúng ta. Cho nên đây là một trường hợp đặc biệt nhưng cũng sẽ là thử thách cho các bạn. Chỉ hy vọng nếu mà cả hai may mắn mà bước vào vòng trong á thì sẽ được kết đôi với những cái giọng hát khác để chúng ta có thể hòa quyện. Ví dụ như là dạo gần đây thì Đan Nguyên đã hát chung với Minh Tuyết rồi và cũng có một ca khúc hit, thì biết đâu một trong hai bạn sẽ có một cô ca sĩ nào đó giống Minh Tuyết hát chung để tạo ra một cái hit ha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và các khán giả thân thương, rất vui được hội ngộ cùng quý vị đêm nay. Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình em mãi. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều rừng chân trú mưa, ta bên nhau nhìn công phiên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mơ tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sao. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, anh ra đi về bên kia cõi đời. Xe tang lăn buồn trong lòng đêm vắng, khóc anh âm thầm. Ôi anh về đâu vui lắm mỗi xuyên đâu. Anh ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chờ. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mỗi
quanh vườn hoang buồn sờ xác nghĩa trang lạnh lòng. Xin cảm ơn quý vị. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều dừa theo mối tình. Này không anh vườn hoang buồn sờ xác nghĩa trang lạnh lùng. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều dừa theo mỗi tình. Này không anh vườn hoang buồn sờ xác nghĩa trang lạnh. Xin chúc mừng Tử Thúy với ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, với một người mà sống rất nhiều nội tâm và chia sẻ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, ca khúc này cũng lâu rồi, ra đời vào khoảng những năm 60 và được thể hiện bởi giọng ca của nữ hoàng sầu muộn Giao Linh. Thì hôm nay Tử Thúy thể hiện cái bài hát này theo anh cảm nhận là vẫn rất là tròn trịa và cũng thể hiện ra được những cái chữ ký của cô Giao Linh. Tuy nhiên, nhìn không khí ở dưới dàn giám khảo thì mọi người không rộn rã lên, bởi vì anh nghĩ đơn giản là em vẫn đang an toàn. Chương trình mình là một cái chương trình nó mang tính chất giải trí và nó thiên nhiều về cái cảm xúc nữa. Anh nghĩ là đâu đó nó đang thiếu cái phần touching á, gọi là cái sự tiếp cận với khán giả. Thì anh nghĩ là để các thánh soi còn lại sẽ lý giải điều này. Xin mời hai thánh. Sở dĩ hôm nay tôi ngồi ở đây mà tôi không hào hứng là bởi vì bạn đang đi một bước thụt lùi. Bắt đầu hôm nay tôi thấy vì bạn áp lực cái chuyện mình giữ phong độ quá nên bạn bị over. Bạn nêm canh nó hơi bị mặn rồi. Có nghĩa là bây giờ á, cái bài vừa rồi á, hát á, Thành không thấy bạn hát đặt trái tim mình vô hát. Hát không có cái hồn từ trong ra, mà bạn dùng cái lý trí để bạn hát. Bạn biết chỗ nào phải gằn giọng, chỗ nào phải đại khái là bạn dùng kỹ thuật. Nên Thành hy vọng là bạn hãy thoải mái nhất. Bạn hát bạn phải yêu cái bài đó đã. Bạn đừng nghĩ là mình ra mình thi, và đừng nghĩ mình ra mình trình diễn, mà mình hãy tưởng tượng cô Giao Linh đang ở bên mình. Hát nó ra, hát hiểu từng chữ một, hát bằng cái tình cảm của mình, thì bạn sẽ tiếp tục lấy lại được cái phong độ của bạn như những vòng trước. Tại vì bạn, như tôi nói, là một người hát rất hay, và bạn hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Nhưng mà bạn phải giữ được cái điều đó. Một ngày nào đó mình không còn ngây thơ, mình làm cái gì mình cũng biết trước hết, mình tính toán được là mình dở.
Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Cái điều bất lợi cho bạn đầu tiên là bạn và bạn quá giống. Đó là điều bất lợi. Và chính những cái bước đi kỹ càng cho thật là đúng với những gì mà cái lời khen ban đầu nó vô tình trở thành áp lực. Và khi mà mình phải dày thì nó bị cứng ngắc cái tâm lý và cái cảm xúc. Cho nên tới cái tập hôm nay thì nó hơi gắt một xíu. Nó mất đi độ mềm mại của cô Giao Linh. Và một điều nữa, bạn phải cập nhật thêm cô Giao Linh mới để mình có cái cảm xúc mới. Tại vì tất cả những bài bạn chọn nó là hầu như là của quá khứ quá nhiều. Và bây giờ người ta đang nghe cô Giao Linh với một cái tuổi mới, quá từng trải, quá mềm mượt, cho nên em bắt buộc em phải cập nhật. Còn nếu em chỉ đi một cảm xúc như vậy và em gò thì em sẽ bị cứng. Điều này em phải thay đổi ngay. Hôm nay em không dở, nhưng mà bị gò quá cho nên nghe nó hơi bị gắt và chát một chút xíu. Vâng, xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Cảm ơn em. Gió từ dưới vắng quê lương còn vương chi kế tội tình. Gió từ dưới vắng mây trôi đã xa rời xa quê nhà. Gió từ ôi giọng khàn khàn giống như vậy. Quên đi cây đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Gió từ dạ từ gì vắng sương quang trong mơ. Nhức nhối quá. Thi vậy mới là thi chứ. Trời ơi, thưa quý vị, đây lộ diện một trong những ứng cử viên nặng ký của mùa giải năm nay, Cẩm Tiên. Thi như em mới nên thi. Hay, xin cảm ơn. Thi là phải như vậy, rút ruột rút gan ra thi. Cái bài này em hát, em làm đúng được tinh thần của bài, đúng được tinh thần của Phương Thanh hát bài này. Tiên giống chị Chanh được cái chỗ là gì nè, khi hát không có bên ngoài. Nhiều khi Phương Thanh hát rút vai, khom khom người, và cũng không để ý là mình đứng trên sân khấu xấu hay đẹp, không quan tâm. Nhưng mà tất cả những cái gì trong lòng ngực của mình, trong gan ruột của mình đem ra tả hết và tả bằng cái bên trong, cho nên không để ý bên ngoài. Cái điều đó em giống chị. Và hồi nãy lúc mà em hát á, những cái chỗ mà dơ từ dĩ vâng dơ từ thì nó là đầu cái tăng nó phải mạnh, cho nên em tống cái giọng chỗ đó phải chắc nhịp một xíu. Em hơi bị nhẹ, tại vì những cái đó là một cái coi như là mình lấy hết nội lực để mình đẩy cái câu đầu tăng. Đó là cái cảm xúc của mình, giống như là nó không thể khóc nhưng mà nó thành một cái tiếng khóc nghẹn bên trong, nhưng cái lực ra nó mạnh hơn. Chỗ đó em phải đẩy mạnh hơn xíu nữa. Cảm ơn chị Thanh. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Hôm nay em thực sự là một cái phiên bản của chị Phương Thanh, rất là sống động. Cái bài hát Giả Từ Dĩ Vãng nó đã có tuổi đời là 20 năm chị ha? 20 năm hơn. 23 năm. Dạ. Đó, và trong một cái bộ phim cùng tên rất là nổi tiếng luôn. Cái bài hát này thì em cũng có tìm hiểu, thì cái người mà nhạc sĩ muốn chọn một cái người ca sĩ để hát thể hiện cho cái nhạc phim á, phải là một người có cái giọng hát mà nó phải thảm thiết, khổ. Nó phải khổ khổ đó, và phải thể hiện ra cái hoàn cảnh một cái người tha hương như vậy đó. Thì chị Phương Thanh cũng là một người có một cái hoàn tình cảnh giống như vậy. Dạ. Gần như giống như vậy. Chị quê Thanh Hóa phải không? Thanh chị Hóa cũng đi chiếc tàu tàu hồi xưa gọi là tàu chợ. Lúc đó Phương Thanh có 4 tuổi. Dạ. 4 tuổi. Cũng gia đình chia làm đôi, mẹ đi trước với anh chị đi trước, rồi Phương Thanh cũng đi sau với bố một người, đi với bố, và hai bố con cũng chia làm đôi y chang như trong cái bộ phim. Cái cảm xúc của cô bé mà chia xa vậy á, thì lúc đó trong cái tâm trí chị có còn một cái dấu ấn nào không? Chị biết là đó mình quá bé và mình được đi cái tàu,
và một cuộc hành hương và không biết là ngày mai mình tới đâu. Ngày xưa đi tàu chợ là nhảy tàu chứ không có tiền mua vé. Bố cho lên cái cánh cửa tàu trước và tàu chợ chạy chậm lắm, bố đưa lên và bố sẽ tìm đường lên sau. Chỉ cần 4-5 giờ sáng mà bố không lên chuyến tàu đó thì không biết bây giờ Phương Thanh có là Phương Thanh hay không. Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn chị Thanh. Thì nhân đây có cơ hội cho em mời chị Thanh lên hát chung với lại bản F1 của mình đi. Dạ, cái bài này đã đàn đó. Bây giờ sẽ là một phiên bản của quá khứ và phiên bản của hiện. Em anh nghĩ là đây là một cái cơ hội mà em sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của mình. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao chưa thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chồm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra, e con tim trinh nguyên hương tình sâu mãi mãi. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dối anh mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đan Trường xin gửi lời chào đến quý khán giả, các bạn trẻ cùng các bạn fan hâm mộ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất. Xin mời. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao chưa thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra, e con tim trinh nguyên vương tình sâu mãi mãi. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hơn em dối anh mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra, e con tim trinh nguyên vương tình sâu mãi mãi. Sợ lũ hồng phai nhanh, em hờn em dối anh mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em, yêu em từ lâu. Hay quá. Trời ơi, một cái màn lộn xác ngoạn mục.
Yêu em từ lâu mà chỉ Phương Thanh luôn. Trời, bây giờ mới biết là Đan Trường yêu Phương Thanh nha. Chết rồi. Chết giờ rồi, không phải là Đan Trường nha quý vị. Thôi bây giờ trước khi nhận xét cho hỏi một chút xíu là anh Bo ảnh có tình cảm gì với đâu, chị Tranh hôm xưa nay mới biết Đan Trường có tình yêu với Phương Thanh. Bữa giờ không, có thể hồi xưa gì? Có không? Hay là không. Chỉ có với Cẩm Ly thôi. Chết rồi Tranh ơi, giờ thời tới cản nổi đâu. Thời tới rồi cản nổi rồi. Mà anh Nam ơi, cái bài này là tình đơn phương, có nghĩa là Đan Trường yêu đơn phương Phương Thanh từ rất là lâu rồi. Ê, không có Phương Thanh giờ là ba chụp liền đó. Ba vô chụp liền. Bây giờ Thanh nói gì đi, thì Đan Trường chỉ nè, yêu em mà thôi. Thanh nói ngay gì? Tại đây là nói gì là lên yêu liền luôn nè trời. Trời ơi. Cho mượn con gấu coi. Đây. Đan Trường này hơi bự con. Cảm ơn Đan Trường rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời ơi, thấy không? Cảm ơn Đan Trường rất nhiều, cái cảm ơn chị thôi trả đi về luôn. Trời ơi, thiệt quá. Thời cơ. Đi không chịu. Em phải giả là Đan Trường cảm ơn Phương Thanh. Cảm ơn Chanh. Làm lại xuống, ôm lại chị Thanh. Nha. Không, xuống. Giận rồi. Giận rồi. Dạ. Yeah. Xuống. Trời ơi, Trường ơi. Đan Trường xin cảm ơn Phương Thanh nha. Dạ. Yeah. Đi Chanh. Cảm ơn chị. Đáng yêu dễ sợ. Giống giả mang. Cái giọng lúc nói giống chuyện lắm, cũng giống luôn. Mà cái ngoại hình cũng giống nữa. Giống Đan Trường. Có nhiều cái cũ vuốt lên cao. Y chang. Y chang luôn. Y chang Đan Trường. Em có một cái năng lượng giống ở Đan Trường lắm luôn á. Cái năng lượng của em á, là cái loại năng lượng, cái thứ nhất là dễ rụt rè, chân thật. Cái nụ cười hiền, thiệt là hiền. Rồi cái thứ hai là trời cho em cái voice, cái chất giọng nó quá giống. Những lần trước em hát không được chuẩn như thế là vì anh nói em không có một cái tí nào tự tin về bản thân em là cái người hay ho cả. Em thấy anh dập em tan nát. Em về anh không biết em có buồn hay không. Nhưng hôm nay em cho anh thấy được có một cái hiệu quả cực kỳ cao là ngày hôm nay em bắt đầu tập trung một tí và em đẹp trai, em hát hay, em thu hút và em như là một ngôi sao đang đứng ở trên đó. Mọi người thương em thiệt. Đó là cái công xứng đáng cho cái sự tập trung của em. Dạ em cảm ơn Trấn Thành. Bây giờ xin mời anh đạo diễn có nụ cười hiền từ. Sao ta? Ừ sao anh... ta chọn đại rồi. Không vì là cái phần mà tặng gấu bông vừa rồi là một cái cảnh mà chúng ta. Mưu kế. Đó là mưu kế anh ạ. Không, mưu kế đó là anh bày ra đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, dễ sợ thiệt. Dễ sợ. Thì thật ra đó là cái cảnh này thì nó rất là quen thuộc. Mình có hay thấy là những cái show ca nhạc là nửa chừng là cứ thấy gấu bông rồi hoa, những cái bó rất lớn lên tặng ca sĩ mà mình yêu mến. Có những cái người fan chân chính mà giống như những bạn fan lúc nãy đã tái hiện lại cái không khí của những năm mà làn sóng xanh. Anh ơi, nhưng mà em nghĩ là nó phải tái hiện, nó phải xuất phát từ ngày xưa. Anh cũng phải nằm trong cái hội mà đi tặng hoa, tặng gấu bông này nọ thì anh mới có nhiều ý tưởng. Làm thơ tặng đi, làm thơ tặng đi, tặng Nguyên Khang. À, Nguyên Khang có vẻ tăng cân ha. Nhìn lại mới thấy tâm thần anh ơi. Nguyên Khang tính hay khơi khơi. Show sau nhất quyết phải mời Nguyên Khang. Vô. Khổ ghê. Tôi làm cái chương trình này riết mà tôi cảm thấy tôi là người ngoài trái đất luôn quý vị. Dạ. Thôi thôi bây giờ mình chọn bé đi, con này nó ghê quá, quay mặt nó vô trong. Chúng ta sẽ cùng đến với sự bình chọn của ba vị nghệ sĩ. Quyết định của quý vị, xin mời quyết định của chị Phương Thanh. Trời, người ta nói yêu chẳng lẽ không chọn. Thì đó gì tình yêu mà mời về bên phải đó. Chị Chanh, chọn. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chọn. Yêu quyết thương. Luôn. Yêu thương bất chấp. Chọn, xin mời anh Hoài Nhật Nam. Nói thay tâm hồn luôn rồi chọn. Anh không thể không chọn. Không thể không chọn có nghĩa là chọn. Xin chúc mừng Minh Hoàng, hóa thân thành nam ca sĩ Đan Trường. Bây giờ nói câu đi, nói câu theo kiểu Đan Trường đi. Gửi lời cảm ơn mọi người. Đan Trường xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Trời ơi, nói cũng giống đó trời. Nữ ca sĩ Phương Thanh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã cho Đan Trường với ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Về cách thức đó nha, em không những giống Đan Nguyên về cách xử lý tách câu nhấn nhá, mà em giống luôn những biểu cảm nhỏ nhất của Đan Nguyên, tình tiết. Cái gì giống hết.
từng cái hát mà lâu lâu nhíu con mắt lại, đá nó lên, đứng giật lại hai cái chân, hai cô có dụng, rồi mới đưa tay lên bấu nó lại, rồi ra đây chỉ một cái, mắt nhíu lại một cái, y chang. Thế nhưng trời ơi, hết hồn. Hết hồn. Làm cái gì nó cũng phải có cái thế nhưng đó. Em thấy nãy anh nói cái cách anh nói chữ thế nhưng không? Như vậy thì em đang thiếu những cái thế nhưng của anh trong bài hát của em. Em hiểu anh nói không? Anh đang thế nhưng. Em trời ơi, làm hết hồn là cái đây. Cái thế nhưng của Trấn Thành ở đây á là em đã có cái phương thức đúng không? Những cái nội lực nữa, đẩy thêm nữa. Đối với chị, tiết mục này chị nghe là cũng gần như là hoàn chỉnh. Gần như hoàn chỉnh, đủ để mà ở dưới chà giống dữ vậy ta. Hát hay luôn nha, đúng không Trấn Thành? Thế trơn nhưng... tru. Trơn tru. Mà thế... nó thiếu điểm nhấn thôi. Chỉ còn xíu nữa thôi em. Bây giờ trong lòng chị nha, 4 tiết mục hôm nay hình như em nhất rồi phải. Đúng không ta? Chưa gì, thông báo cho tao biết hết trơn. Ủa gì hả, mình lộ sai hết. Hả? Mình có quyền mà, mình thích mình có quyền mà, đúng không quý vị? Riêng trường hợp này thì thích thiệt. Phải có những cái mình bộc lộ để cho em thấy cái đó là động lực. Động lực, điểm tựa để em bật thêm nữa. Một chàng pháo tay ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Chị lỡ chị tiết lộ hết trơn rồi. Đâu, chị đó là có giấu 3 được cái người gì. Đâu, 3 trên 1 phần 3 cũng đâu có lại được. Từ từ, còn 2 người nữa mà. Rồi, xin mời anh Nam. Sao tôi thì cứ thấy giám khảo Trấn Thành quá khắt khe. Không, phải khắc, phải khắc khe. Vì nãy giờ là do Nam dễ quá à. Không, dễ giải quá không? Quá dễ giải đi. Chắc phải không, xem lại quá à. Em thấy là giám khảo phải có người này người kia. Để chi thí sinh người ta cũng phải có cái người người ta động viên tinh thật thần. Thật sự cái khó dạ. của Trấn Thành là tốt cho tụi em, tốt rất nhiều. Bởi vì mình sẽ kịp thời gian để mình sửa. Cho nên mời anh dễ giải. Nói chung là anh thấy là anh dễ tính không dễ dãi. Anh, vừa... dạ. anh thấy anh vừa sống nội tâm đẹp trai lại vừa dễ dãi nữa thì khó. Không, dễ tính, yên bình. Dễ tính. Văn Chiêu thì anh thấy là cái cảm tình mà đầu tiên á rất là giống thần tượng Đan Nguyên rồi. Đó, cái đó là một cái lợi thế. Trong khi những thí sinh khác thì sẽ gặp bất lợi hơn. Có thể là hoàn toàn không giống, có người thì sẽ tròn hơn, có người thì sẽ gầy hơn hay là hoặc là tóc tai rất là khác. Buộc phải dùng tóc giả hoặc là cái phương tiện về mặt hóa trang. Nhưng mà em có cái cảm tình về mặt ngoại hình đó, đó một cái lợi thế đầu tiên. Anh thích những cái bước đi khoan thai của em khi mà hóa thân thành nhân vật. Nó có tình cảm rất là nhiều trong những cái di chuyển sân khấu. Cái đó là cái lợi thế tiếp theo. Và tiếp theo nữa là cái giọng hát. Bây giờ chỉ là cái vấn đề em sẽ tiếp thu nó như thế nào. Để mình, có lúc thì mình sẽ có đậm màu giải trí, có lúc mình sẽ lấy tình cảm của khán giả với cái chiều sâu của cái tiết mục. Nó rất là khó trong cái chương trình này bởi vì cái tính giải trí nó rất là cao. Anh chúc mừng em với tiết mục vừa rồi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng Văn Chiêu. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng hòa thanh. Ưng Hoàng Phúc là một hiện tượng khi Nguyên Khang còn nhớ. Vào cái thời điểm đó, các ca khúc của anh được mở liên tục trong những quán cà phê hay những trung tâm mua sắm. Trong cái album đầu tiên của anh, tất cả đều là ca khúc hit. Hồ Quỳnh Hương, một cô ca sĩ đến từ vùng đất mỏ và liên tục gặt hái được những thành tích cao trong những bảng xếp hạng trong những cuộc thi hát có tiếng. Hôm nay, hai ca sĩ ấy sẽ được hai bạn thí sinh của chúng ta sẽ hóa thân với hai ca khúc hit. Mời quý vị cùng đến với phần hóa thân này và cùng chào đón phần thể hiện của Vĩnh Phúc và Phương Nga. Như thế thà dòng như thế thà đừng có níu kéo đã tan lòng nhau chi hỡi em hay quá thà như thế thà rằng như thế thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai giấc mơ quá rồi. Trời ơi, những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi, dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Xa lạ nhớ đêm nằm mơ tình ta sẽ như bài thơ. À
ánh trăng sáng soi màn đêm đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày, anh ở đâu cho tình tôi miên man hết. Một mai đường xa chung đôi, an bình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Một mai đường xa chung đôi, an tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tươi như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Thà như thế, thà rằng như thế. Ngày qua ngày gió đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Thưa quý vị, lần đầu tiên Hồ Quỳnh Hương song ca cùng với Ưng Hoàng Phúc trên sân khấu. Xin giới thiệu Phương Nga và Vĩnh Phúc. Cảm ơn hai bạn. Không tin là Hoàng Phúc tài xế lái xe luôn á. Mình thích Ưng Hoàng Phúc là từ lúc mà mình nghe radio ở trên đài rồi mình lái xe trên đường á hả anh? Em nghe từ lúc mà em còn nhỏ, khoảng năm 98, 99, wow. 2000. Đúng rồi. Nghe 20 năm, hơn 20 năm mày âm nhiễm nặng quá ông ơi. Trời ơi mà khủng ông khiếp. Hát tới đâu tôi cười tới đó, tại nó giống quá trời giống. Mà hiểu không? Hơn thua nhau chỗ nhấn nhá. Nhiều người cũng giống mà không biết cách nhấn. Nghe nó boring, chán, nó trôi qua. Còn ông hát câu nào ông nhấn câu đó, ông biết cái chỗ nào đắt giá ông nhấn mạnh vô. Nghe nó đã, nó phê. Tôi nói thiệt, bài này người ta tin 100% anh là Ưng Hoàng Phúc một cách mỹ mãn. Vô chung kết, không nói nữa. Ủa sao lộ nhanh vậy? Trời đất ơi, sao lộ vậy? Giận, nói luôn. Có những tiết mục khiến cho giám khảo phấn khích, bởi vì là thật sự ra ngồi dưới này rất mong muốn những tiết mục mà giống y chang đi, ngồi khỏi phải nói nhiều cho đỡ mệt. Thiệt luôn á, ca mà bài Hoang Mang mà ca ra ông Phúc, mình tin là ông Phúc ông hát bài Hoang Mang, ông hát như vậy luôn á. Hay, thiệt là hay, mà nó giống, thiệt là giống từng cái tiểu tiết nhỏ. Hồi nãy vừa nói anh tập trung lại liền. Và anh hát, anh rất tin anh là Hoàng Phúc. Anh hát, thành cô kêu. Mình là cái tay đã lắm. Kết mô đen, chịu. Thành mà cái đoạn gian tấu hai người diễn thấy cưng nắm không? Tay đồ, nắm tay rồi, nắm tay rồi đưa rồi sao cách. Mê cái ông Ưng Vĩnh Phúc quá sao giờ. Nhưng mà thế này nè, không phải là vì thi chung với một thí sinh quá nổi trội mà Hồ Quỳnh Hương bị lép hơn đâu. Mà thật sự là em chưa ổn. Em không nắm được quy luật hát của chị Hương. Hương hát có cái gì đó, nó nhấc nhấc cái chữ đó lên cao và bay bổng lắm. Khi chỉ lên á, bạn lên bằng cột hơi, thì càng lên cao thì cái hơi nó càng nhấn xuống cái đốt sống cuối, thì nghe nó dày lắm, nó có cái điểm bám lắm. Nhưng còn em hát lên cao em không có điểm bám, nên nghe nó mỏng lét à. Nên em phải rất tập trung để luyện cho cái bài đơn ca của em, phải hát rất là tập trung, anh nói thiệt, thì mới hay được. Xin mời anh Nam. Trong cái cơn phấn khích và sung sướng với cái phần biểu diễn của Vĩnh Phúc, chúng ta chưa bao giờ nghe anh Ưng Hoàng Phúc hát bài Hoang Mang với chất giọng của Ưng Hoàng Phúc cả. Nhưng mà anh vừa hát rồi em hát không hề có hoang mang chút nào luôn. Đúng rồi. Đó. Thì điều đó để thể hiện cái khả năng của em. Nhưng mà Nam thấy không, thực ra mình nói đó, mỗi một con người nó có một cái món quà của ông trời. Có những bạn có cái năng lượng giải trí là nó giải trí. Có những bạn năng lượng chỉnh chu là chỉnh chu. Bạn trong người bạn có cái năng lượng giải trí. Có nghĩa là khi bạn hát nghe nó đúng, nhưng ngoài cái đúng ra người thấy nó đã, tận dụng cái năng lượng của mình, đừng có mất nó đi. Thấy không? Hát nó vẫn say mê, lần nào là sân khấu say mê hết như vậy cho tôi.
là bảo đảm là bạn sẽ được chiếm được nhiều cái cảm tình của khán giả hơn. Với Phương Nga, hãy tập trung vô cái phần đơn ca sắp tới của mình ha, để mình làm cho thật tốt. Nếu không tốt thì phải là một cái bản trình diễn sạch sẽ nhất, và mình phải thể hiện hết cái phần hồn của mình trong đó. Đừng lo gì xem như là một sân chơi. Mong chờ các em những tiết mục tiếp theo. Phương Thanh nghĩ là cái khả năng hóa thân của Vĩnh Phúc là hơi bị cao siêu đó. Đến độ mà giám khảo dưới này mà nói là bạn có một tiết mục rất hoàn hảo rồi đó, là bạn biết là cái chuyện chinh phục của bạn đối với ban giám khảo là đã chiếm được cảm tình chị Chanh và niềm tin. Mà cao siêu một cách hồn nhiên á, không cố gắng để tạo ra cái điều đó. Nói chung là do em nghe nhạc ông Hoàng Phúc từ bé đã nhiễm sâu vào, cho nên đó là một lợi thế của em. Với bài Hoang Mang mà em hát được giọng ông Hoàng Phúc mà nhận được ra luôn là em có cái siêu thứ hai này, em tuyệt vời. Còn về Phương Nga thì em có những điểm tương đồng với lại Hồ Quỳnh Hương như thế này. Giọng thanh mỏng và bay, đúng không? Nhưng lại có nội lực. Đó là giọng của Hồ Quỳnh Hương. Em có thanh mỏng và bay nhưng nội lực là chưa bằng chị Hương thôi. Cái mà Hồ Quỳnh Hương hát khác người khác á là biết gì không? Sự nhõng nhẽo. Em hát mà giống như em đang làm nũng với người đàn ông là chính xác. Em quê của chú mơ hồ em hiểu nó có những cái thở đó. Chỉ biết khóc khi trong bóng anh thôi. Đó con chín cái, em hiểu không? Kiểu là nhõng nhẽo lắm, kiểu đang anh thấy không, anh thấy không, kiểu gì. Em hiểu cái cảm giác không? Anh không diễn tả được ra cho em, tại vì đây là giọng của nữ. Nhưng anh muốn cho em biết là khi em hát em phải tưởng tượng em nhỏ bé thiệt. Tại vì chị Hồ Quỳnh Hương ở ngoài đời á chỉ là một người cực kỳ mỏng manh, dễ tổn thương và rất là nhõng nhẽo. Bây giờ em phải làm sao lấy hết cái người phụ nữ em ra, em tưởng tượng em nhỏ bé và em nhõng nhẽo với người yêu của em, thì em sẽ ra cái tính cách của chị Hồ Quỳnh Hương. Xin được cảm ơn ba giám khảo với chúng ta. Nói chung là với một tiết mục vừa rồi thì nó cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho giám khảo. Chỉ chờ cái sự đột phá của các bạn ở trong cái phần thi đơn của mình thôi, đúng không ạ? Lần nữa xin được chúc mừng Phương Nga và Vĩnh Phúc. Cảm ơn các bạn. Tiếng hát bay trên hàng phố đêm khuya, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trời mưa gió biết ai vụ về. Bàn tay nào đưa em trong lòng vui bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng yêu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi vai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thanh mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm dối mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau
khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Đúng rồi, cái hướng đi giống em. Lần thật tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bãi đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tuyên hát dù em có nuôi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Xin chúc mừng anh Bảo Toàn với ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Và xin mời các giám khảo nhận xét ạ. Hôm nay anh tiến bộ rất là nhiều. Đầu tiên là trời cho anh cái âm sắc á, cái màu giọng, cái voice nó đã giống như là anh Tuấn rồi. Đó là cái lực thuận lợi của anh rất là lớn. Tôi để ý là nó có những cái mà thế này, xong rồi ngửa ra một tí rồi nhớ nhấn cái mặt ra phía trước, có những cái động tác rất là giống, rồi cái kéo cuối để cầm cái micro và rất là giống lắm. Nói chung là về động tác là rất là thuyết phục luôn á. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phrasing, coi là cái cách mà anh tách câu nó bắt đầu ổn hơn lần trước rất là nhiều rồi, nó vào khuôn vào nếp, thế nhưng nó vẫn bị một cái phạm vi an toàn anh ạ. Lâu lâu Tuấn Ngọc anh phá cách, nhưng mà mình phải nhớ được cái vụ phá cách đó của anh. Cái tiếp là anh nên nhớ là cái này rất quan trọng, anh phải phát âm rõ hơn nữa. Mặc dù hôm nay là anh đã phát âm rõ hơn lần trước nhiều, rất hơi là nhiều đúng không? Anh hát xuất sắc mọi thứ, đáng lẽ nó phải wow lên, nhưng nó chưa wow là do người ta không nghe rõ anh hát cái gì. Cô chúc anh thành công, anh là người có tiềm năng nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Mỗi một ca sĩ họ có những bài hát rất là nổi trội, và đây là một trong những bài hát nhận biết ra rõ nhất của anh Tuấn Ngọc, và đã có một lựa chọn rất là chính xác với bài hát này. Dạ. Yeah. Để mình có cái đất phô diễn cái màu sắc rõ nhất về cái idol mà mình thể hiện. Đó là một cái điều đáng khen thưởng của anh ha. Thứ hai nữa là có những cái âm đuôi câu á của anh Tuấn Ngọc rất là rền, rất là rõ, thì anh phải ngân thêm một xíu nữa. Có những cái bị cắt ngang, cho nên nó cũng không được đúng lắm. Cho nên ráng để ý những cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là đắt giá. Tuần này anh có nhiều cái màu sắc rõ rệt, cho nên là duy trì từ đây lên tiếp, và sẽ là người đi đường dài. Chúc mừng. Đó là hai vị giám khảo, có vẻ là nhiều lời khen rồi. Hãy cùng đến với vị giám khảo thứ ba. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ở Bảo Toàn á, thì anh nhận thấy là cái nét tính cách của em nó có một cái gì đó cũng trầm và nó cũng chững chạc. Chững chạc, trầm và có sự từng trải trong tâm hồn giống anh không ạ?
thôi bỏ anh sang không một bên không biết giống đi anh hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ không giống MC. MC hơi bập dợp nha. MC hơi bập dợp nha. Cái đó là cái chữ ký của anh Nam. Mà chương trình này là gì? Ca sĩ thần tượng. Thì mình có giám khảo thần tượng. Nhiều người ta hâm mộ nên em nhấn vô cho đó. Ok thôi bỏ qua sự chọc ghẹo giám khảo của MC đi. Anh sẽ tiếp tục nhận xét. Ở em thì anh đang nói về cái nét tính cách đó đó. Nó khá là thuận lợi cho em. Khi mà em hóa thân thành thần tượng của mình, những cái bước đi của em, rồi những cái nét lững thững hôm nay rất giống của anh Tuấn Ngọc. Điều đó cũng thể hiện là em cũng đã có cái sự theo dõi sau những tập trước, góp ý rồi em cũng có theo dõi và mình học theo để mình làm cho cái phần trình diễn của mình thêm phần đặc sắc. Thì cái điều đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Hoài Nhật Nam. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình, kính chúc cả nhà yêu mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xì. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm, từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ầu ơ. Không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán rồng, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi quyến ương bạn bè bốn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xin đây xin nghĩa xin tình như bóng với hình yêu lầm mình ơi. Cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này gì hay chỉ phố đang quét đường, này đôi khuyến ương bạn bè muốn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Nhưng đậm đà Việt Nam, xin đây xin nghĩa xin tình như bóng với hình yêu lầm.
lại gia đình mình à, thưa quý vị, Hoàng Phúc đã có sự thay đổi khi mà đêm này hôm nay đã chuyển từ phần thể hiện ca sĩ thần tượng ca sĩ Dương Ngọc Thái thành phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Và xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Cái lượng mồ hôi em đổ ra càng nhiều thì cái độ nét của em sẽ càng mờ trong cái giọng hát. Bởi vì sao? Bởi vì đó là dấu hiệu của lo âu, dấu hiệu của không tự tin và đang loay hoay không biết mình phải làm gì kế tiếp. Nó khổ nổi. Bước ra tự nhiên lúc đầu nghe được 2-3 câu ngon lành, đang ngon, không biết một cái áp lực vô hình nào đến với em, tự nhiên lỏng dần, lỏng dần, lỏng dần. Thực ra em là cái người có cái chất giọng rất là giống với Ngọc Sơn, nhưng mà em không có thần thái, em không có độ nhân nhá, em không có nội lực bên trong. Còn khi mà bạn tưởng tượng anh bạn anh là anh ba em bước ra câu nhạc sĩ là cái âm thanh của anh là rung dữ lắm, nó rung dữ lắm, nó có độ vậy nè. Đó, là anh vậy đó. Mà anh ca là tay anh nữa. Xên đi, xên nghĩa, xên đi. Là từ xên là giống như anh luôn một cái gì đó như đại gia đình của anh. Có nghĩa là khi người ta hát câu đó là trong lòng người ta có cái điều đó thiệt. Nói chung là năng lượng em hôm nay bị nhiễu. Và cái em cần tìm đó là cái một cái nguồn năng lượng đủ đầy để em phải tự tin nhất. Em bước ra sân khấu, em phải nhớ em là Ngọc Sơn thì em mới thành công được. Xin mời Trấn Thành. Xin mời hai vị còn lại. Nhưng mà anh thấy rằng là em hát cái bài này á, là theo một kiểu sạch sẽ. Có nghĩa rằng em là có người có chất giọng á, Hoàng Phúc. Chỉ có điều là cái năng lượng trong đó mà em chuyển tải á, của cái người ca sĩ thần tượng đến với khán giả thì không có. Anh Sơn anh hát á, là không... không phải chỉ là những bài vui nó mới tạo cho mọi người cái sự hào hứng và cảm thấy là muốn cuốn theo đâu, mà hát những bài buồn ảnh vẫn có cái thái độ rất là sắc nét. Anh có một cái chia sẻ là tôi muốn á, là khán giả cũng như mọi người á, gọi tôi là xến hay là bình dân, bởi vì bản thân tôi thì rất muốn hát cho những người bình dân nghe. Đó cũng là một cái điều mà mình sẽ nghiên cứu hơn khi mà mình muốn hóa thân vào một cái thần tượng của mình để mình sâu sắc hơn. Đúng rồi, anh Nam anh nói cái đó là một cái yếu tố cốt lõi luôn, là cách em đang thể hiện là sự đạo mạo của một người hát nhạc phòng trà. Trong khi anh ba là cái người mà sống nghệ sĩ lắm em, thích làm thích thôi, đánh chết anh cũng làm. Và quan trọng anh ba là một cái người nhìn ổng giỡn ở trên sân khấu, ông làm trò này nọ, nhưng thực ra ổng là cái người tình cảm khủng khiếp. Nếu ai đi lưu diễn với anh ba Ngọc Sơn sẽ biết là ảnh là cái người rất thương anh em, cư xử rất đẹp và người sống cực kỳ chan hòa với mọi người. Thật sự, đó là một người tôi rất là kính nể. Thì em phải hiểu được con người của người ta thì em mới là người ta được. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành và anh Hoàng Nhật Nam, chị Phương Thanh. Em mình thể hiện cái thần tượng mình anh Ngọc Sơn, em phải nắm rõ được hai tính cách khác biệt, chỏi nhau của anh Ngọc Sơn. Đó là khi hát những nốt cao, anh thể hiện ta đây nội lực, thái độ cho tới cái năng lượng nó mạnh mẽ và mọi người phải ngước nhìn. Nhưng tới lúc mà tình cảm thì bắt đầu anh tha thiết. Hai cái trạng thái đó hay quá, hoàn toàn là cách biệt nhau, cho nên em phải nắm vững được hai đầu thái cực. Đó thì mới ra được anh Ngọc Sơn. Còn hôm nay chị nghe em hát, chị thấy con Ngọc Sơn trong đó. Có gió anh ơi,
tiếng buồn lời có lá buồn người. Hay à. Dù sao. Hay à. Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Đưa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm môi nhau cho nhau son non son non, tìm nhau hứa đôi ta ngày mai. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em phong mộng đưa em vào đời một trời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mỏng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu đương và ở trong. Như bài đời ai đưa em đi. Wow. Đến cuối cuộc đời. Một giây nữa thôi là dù cho giờ. Em đang tâm sẽ nỡ tìm tôi. Người theo cánh chim về vui dù với đời. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã buồn rồi. Tình ơi Dù sao đi nữa tôi muốn yêu em. Em ơi bao giờ nhớ thương đầy nuối. Thưa quý vị, mặc dù là tiết mục đầu tiên nhưng quý vị đã thấy rợn da óc nổi da gà khi nghe phần thể hiện của các thí sinh. Và đây là hai ca khúc rất là nổi tiếng, Niệm Khúc Cuối và ca khúc Phút Cuối, với phần thể hiện của bốn gương mặt. Bây giờ thì có lẽ là có những giọng hát quý vị cũng nhận ra, nhưng mà cũng có một số giọng hát quý vị còn đang ngờ ngợ là hình như là đang giống ai, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ mời từng giám khảo đoán thử xem coi là giọng hát đó là của ca sĩ nào. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chắc chắn là cái giọng hát đầu tiên của cô này là Trấn Thành đã nhận ra được rồi, đúng không ạ? Cảm ơn Nguyên Khang. Nhưng mà trước tiên là Thành phải nói cái cảm xúc mình ra ngay, chứ không thôi thì lát nữa nó lại nguội. Đó là phải dành một lời khen và một cái lời mà cảm ơn cái người giám đốc âm nhạc đã vừa phối cái bài vừa rồi, rất là hay. Và các bạn cũng hát rất là hay. Có thể nhận ra dễ dàng ngày hôm nay bởi vì các bạn làm quá tốt. Cô Giao Linh, chị Lan, anh Tuấn Ngọc và Dương Ngọc Thái. Một lát sẽ nói về từng người. Thành chỉ nói một tí thôi là hôm nay một cái mashup rất là công phu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Thôi bây giờ mình làm quen với bốn bạn trước nha, để các bạn tự giới thiệu về mình. Mời anh lấp lánh chiếu chiếu giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi đến ban giám khảo cũng như toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, em tên là Dương Hoàng Phúc. Em đến từ Cần Thơ và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Cảm ơn em. Xin mời anh Tuấn Ngọc. Xin chào bác vị giám khảo. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi tên là Lê Bảo Toàn. Hiện nay đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và nghề nghiệp chính là may mặc. Xin mời chị Lan. Nhạc chưa lên là đã thấy chị lắc nhiều nhất so với những người khác. Xin mời chị. Giờ đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến ba vị giám khảo và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Trung Tính, em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang và hiện tại thì em đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm hướng dẫn viên du lịch. Tối thì nếu mà thời gian rảnh thì em hay đi hát ở các quán acoustic. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô Giao Linh, mời cô. Dạ, xin chào ban giám khảo và cùng toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Em tên là Lê Tiểu Thúy, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em là ca sĩ tự do. Hôm nay cái cách ăn mặc cũng giống cô Giao Linh luôn. Dạ, bới cái đầu này mất bao lâu chị?
Dạ có 2 tiếng ạ. Mới cái đầu 2 tiếng đồng hồ. Dạ dễ sợ. Mình xin mời ca sĩ Phương Thanh chia sẻ. Với cái tiết mục này nó tạo cái hưng phấn ngay đầu tiên, bởi vì có những cái sự giống với cái thần tượng của mình, khiến cho ban giám khảo cũng như khán giả cũng hết sức là ngạc nhiên tại sao có thể là giống đến như vậy. Nhất là bạn giả anh Tuấn Ngọc, lúc trong bóng tối mình nhìn thấy không thấy mặt, Phương Thanh đã thấy giống từ hình thức và cái giọng hát cho tới cô Giao Linh, và cách tiến lên là nghe thấy y chang. Riêng cô Ý Lan thì Phương Thanh thấy hơi giống Cindy Thái Tài chút xíu. Thật ra đó, chị Lan ấy là một trong những người gọi là siêu phát âm. Khi bạn nhái chị Lan, bạn phải nắm được cái đầu tiên, chị Lan phải điệu là bạn có rồi. Chị Lan phát âm rất đẹp và chị phát âm luôn luôn viết sao là phát âm như vậy. Đâu bạn nói một câu nào thử đi nào. Dù cho mưa, tôi xin đưa anh đến cuối cuộc đời. Đó, nếu là Ý Lan nha, là phải dù cho mây, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Mà là hay cuộc quá. Đời là ơ y ơi thì phải kết thúc bằng chữ y. Và với Tuấn Ngọc, anh cũng phải để ý điều đó. Tại vì anh Tuấn Ngọc cũng là một trong những cái người mà siêu phát âm cực đẹp. Ví dụ như là dù cho mây, anh xin đưa em. Anh toàn là chữ em, anh không có đóng cái khẩu hình chữ M lại. Anh bây là anh xin đưa em. Anh hiểu không? Cái miệng mình không đóng lại. Còn anh Tuấn Ngọc là anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Đời là vẫn kết thúc bằng chữ y. Chúng ta phải để ý rất kỹ phát âm, tại vì hai cái người này là người Bắc và họ phát âm rất đẹp, nên chúng ta phải để ý cái điều đó. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Nội Tâm, mời anh chia sẻ. 4 giọng ca đều đã làm rất tốt cái vai trò của mình. Dĩ nhiên thì bạn Hoàng Phúc trong cái bài này thì em có phần bị gọi là lép vế hơn, do bởi vì là cái chữ ký trong âm nhạc khi mình đặt Dương Ngọc Thái với 3 tượng đài âm nhạc còn lại thì hơi thiệt thòi cho em. Nhưng mà không sao, lát nữa những cái phần song ca hay là phần đơn ca em sẽ có cái không gian để mình thể hiện nhiều hơn. Nhưng mà chính cái sự em vẫn hòa điệu cùng với mọi người và vẫn làm rất tốt. Và đó cũng là một bề đỡ rất là chắc chắn cho tất cả những bạn còn lại tiến bước. Rồi chúc mừng các em và rất là mong chờ cho cái tiết mục tiếp theo. Chờ đợi. Xin cảm ơn 4 bạn ngày hôm nay dự là một đêm khó xử cho ban giám khảo khi mà giọng ca nào cũng rất là nặng ký. Nhưng đây chỉ mới là màn chào sân sương sương thôi, còn phải giấu kỹ bài để còn bộc lộ về những vòng tiếp theo, đúng không ạ? Xin mời 4 bạn vào trong chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ra đây biểu diễn cho vòng tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Có một người hơn ghen đôi ta, để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em, chẳng còn anh xót thương duyên tình cô đôi mình ngày sống đôi we'll be right back.
có vừa rồi hay á. Mà cái dáng nó đi thỉnh thoảng cũng giống nữa. Người anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau, bỏ đi rất xa quê nhà nơi có một người hơn nghìn đôi ta. Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em, chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau đôi người. Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Nhưng ai từng chết vì yêu là đang sống trong tình yêu. Nhưng đã mất đi người yêu. Khi con tim ai chót trao ai tình yêu đầu, xin đừng đem nó xót xa rêu sầu trên. Trời ơi, không ngờ chị Thanh chị hát hôm nay xuất thần. Mà thưa quý vị, cái dáng đi cũng đúng, mà hôm nay chị Thanh chị hay lắm. Chị đi trên cái đôi giày, trời ơi, nó cao dễ sợ, quay ngược lại cho mọi người coi. Đó, thưa quý vị, đôi giày cao đến vậy. Có bao giờ chị mang cao đến mức vậy không chị Thanh? Chính vì mang cái giày cao đó nên là nhiều lúc đi nó bị trong trên á. À, cho nên trong trên cho nên tướng đi nửa nam nửa nữ là vậy đó. Hồi nãy em ngồi dưới con bé em nói trời tướng chị Thanh đi giống như chị sắp bính không, ai vậy đó. Mình vậy nói là nửa nam nửa nữ thì mà tội nghiệp dạ. Phương Thanh gọi là tướng đi con gái không hết. Con gái mà con gái không hết, không hết. À, thiếu chút xíu đó. Thiếu chút xíu đó. Cái trang phục này em lấy trong chương trình nào ra? Dạ live show của chị 2001. Không nhưng trên mà cái cẩu hả? Nhưng mà không được trọn vẹn vì cái trang phục đó rất là khó. Nó là những cái đính kết, những cái hạt mà lấp lánh màu vàng như này nhưng mà dài xuống luôn. Dài xuống và dưới quần này là cũng đính luôn. Đó là trong cái show đó là có mây trắng bè. Hồi nãy tôi thấy Trấn Thành ngồi mà vỗ đùi chen chét bay qua chị Phương Thanh đập cái bát. Sao chắc là Thành? Quá Thành đúng không? Nó mắc cười quá mà nó Phương nó, Thanh hồi xưa thấy ghê quá. Nó chanh quá, thấy nó đã quá bộ. Chỉ có cái gì này nè, nói thì nói chứ có những cái rất đã nhưng có những cái chưa nét lắm. Cần những cái nét hơn nữa cho nó chất lượng hơn nữa. Bạn thiếu cái độ nghệ sĩ tính. Cái nghệ sĩ tính là cái gì? Là cái sự bất quy tắc. Bởi vì bạn hát hiện nay mọi thứ nó vẫn đang là mình biết tới đâu, tới đâu, tới đâu, tới đâu, tới đâu. Nó không có nghệ sĩ tính. Bạn hiểu không? Mình phải phóng khoáng hơn nữa. Bước ra ơi đã từng khóc vì yêu. Rồi bà không hát là ơi đã từng khóc vì. Bà không hát gì đâu. Bà ơi đã từng khóc vì. Đúng không? Nó phải lên như vậy. Em đang khóa cái năng lượng em ở một chỗ. Mặc dù nó có nội lực thiệt, nhưng cái năng lượng nó ở một chỗ. Và cái anh cần em là em phóng thích nó ra để cho nó lan rộng ra. Phóng khoáng ra một chút. Yeah. Và nghệ sĩ tính hơn một tí nữa mới ra Phương Thanh. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Cảm ơn. Hôm nay thì chị thấy lại hình ảnh của mình trong cái live show 2001. Chị thấy thế nào? Chị có cảm thấy được cái sức mạnh mẽ tỏa ra từ cô này không? Đầu tiên em có những cái này giống chị nè.
mái tóc cứ để ngang, đánh mắt đen là y chang chị. Thứ hai nữa là cái độ khào, độ rè khi lên lên cao, nhiều lúc chị lên cũng bất thần lắm, có bữa được bữa không. Không, thật sự khi mà hát là bay dữ lắm, cho nên Phương Thanh cũng liều lắm, hát hay thử nghiệm tại chỗ lắm. Có những nốt phá tại chỗ mà không biết mình có lên được hay không, cái đó là bất nguyên tắc của Phương Thanh. Thứ ba nữa, em giống chị nhất cái điều là khi hát lên gân cổ quá trời luôn, cái đó là gồng lên hát. Còn ngày xưa Phương Thanh hát á, nó không thoát như bây giờ. Thật sự là em giống chị ngày xưa rất nhiều. Bây giờ thí dụ như Phương Thanh mà hát lại á, nó thoát hơn nhiều. Khi con tim ai chốt trao ai thương yêu đâu, xin đừng đem nói xót xa. Đó có lực chị tống, đó cái chữ dấu sắc là mạnh lắm. Xót xa gieo sầu trên yêu thương. Mỗi một lúc mình hát nó sẽ khác đi. Và em giống chị ngày xưa, khi mà cái giọng nó chưa có kỹ thuật nhiều. Cho nên là sắp tới mà em hát á, em phải lựa những cái chị sắp tới đây nè, thời điểm gần đây nè, hát cho nó giống thời điểm hiện tại thì em sẽ ok hơn. À, cảm ơn chị Thanh. À, anh Nam, anh chia sẻ đôi điều à. Anh thích Cẩm Tiên á, ngoài cái giọng hát ra thì còn đúng là cái dáng đứng nè, và sau đó bước lên, những cái động tác đi, hình như là em cũng khá là không, là mấy mối em đứng vậy, chị hay đứng hai hàng lắm, khi mình lên cao chị hay đứng vậy lắm. Cho nên khi mà đứng trên sân khấu á, nếu mà nhìn về mỹ thuật á thì nó không có nữ tánh. Nhưng mà khi mà hát bằng lực mà từ hơi bụng lên á, phải đứng tấn vậy nè. Thì đã cái lực cái ra nó mới đã cái nư, cái hơi bụng dồn lên hết nha. Đứng hai hàng ra thì nó sẽ đỡ cho em hơn. Và ngoài ra đó thì anh có thấy là em có nhiều những cái động tác cử chỉ điệu bộ, cái cách cầm mi, kéo mi ra rồi đưa cả hai tay lên á. Với lại có một cái tuyệt chiêu của cô Danh đó là cầm kéo ra xa. Nhưng mà hôm nay là em cũng xa, nhưng mà xa thêm chút nữa là nó sẽ bị mất tiếng luôn. Cho nên em phải tập thêm cái nội lực về thanh nhạc của mình á. Và ngoài ra tất cả những cái đó mà cái nguồn năng lượng mà mọi người có thể cảm nhận được xung quanh á, mà em đem đến là không thể phủ nhận ha. Một cái năng lượng rất là dữ dội. Và khi mà có ca sĩ thần tượng của mình ngồi ở đây á, thì em sẽ đối mặt trước hai cái vấn đề. Một đó là cái sự thuận lợi của mình trước rồi đó, có nghĩa là có người thị phạm cho mình, hướng dẫn cho mình và chỉnh cho mình luôn. Có một chị Chanh ở đây là tuyệt vời nhất cho em, nhưng mà chính điều đó chị cũng sẽ là người soi nhất. Cho nên là nó vừa có áp lực nhưng mà cũng có một cái động lực để mà em có thể tiến bộ hơn. Kiếp đem yêu thương về nơi xa, sẽ đam mê vào đêm tối tăm. Người đi còn đây vòng tay thiết tha, hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua. Mơ đêm đêm hình bóng đó cho bao nhiêu lời tình thơm, xin em quay về đây với anh. Bỏ quên nụ hôn ngày xưa đã trao, kiếm phong trần mình anh về nơi nắng lên. Đừng vội chia xa ngày tháng dẫu đã trôi qua rồi, đêm từng đêm chờ em lối xưa. Mà em nào đâu có hay, đường xưa vắng mình anh ngồi trên kỷ niệm. Thèm được yêu em ngồi hát những khúc ca hao gầy, cho tình theo về trong giấc mơ. Vì sao nào rơi về đâu hỡi em, tiếng cho người về theo từng đêm nỗi đau. Yeah.
nhìn từng làn gió theo nhau cuốn trôi tìm về cuối trời. Lòng nghe mênh mang bao muôn phiền phiêu lãng trốn xa vời, tìm đâu cho thấy giang ai qua thứ tha một chiều xưa. Muốn quay trở về tìm lại em dẫu xa một tình đàn. Một lần gặp gỡ ta trao dấu yêu tình nào có ngờ, giờ em nơi đâu khi dòng đời giang dối lắm đổi thay. Chờ nhau em nhé, bước phong ba sẽ qua tìm về nhau. Chốn xưa trở về giờ còn nghe nỗi sầu em giờ đã. Chốn gió mưa thét gào nghe nỗi đau ngập tràn, đời phong ba mình anh xót xa bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng vó co vòng về giờ gặm lại nơi chốn yêu xưa. Về bên anh người yêu dấu hơi muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Ha, tìm khắp chốn gió mưa thét gào nghe nỗi đau ngập tràn, đời phong ba mình anh xót xa bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng vó co vọng về giờ gặm lại nơi chốn yêu xưa. Về bên anh người yêu dấu hơi muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Về bên anh người yêu dấu hơi muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Thưa quý vị, Minh Hoàng với phần hóa thân thành ca sĩ Đăng Trường. Cảm ơn phần biểu diễn của nhóm múa. Hôm nay là lần đầu tiên Minh Hoàng hóa thân thành Đăng Trường trong bộ đồ cổ trang. Bạn thấy sao? Nói chung là em lần đầu tiên được vào vai cổ trang thì cảm giác nó rất là sung sướng, rất là đã. Nên em rung. Thích quá, mai bận bộ đồ này ra đường luôn đi em. Bây giờ xin mời các nghệ sĩ nhận xét cho tiết mục vừa rồi của Minh Hoàng. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nếu nhắm con mắt lại, xét về chất giọng nha, em với bạn Mạnh Quỳnh là một trong những cái voice mà giống thần tượng của tụi em gần như là 100%. Nếu như mà bạn bình tĩnh bạn hát á, là nghe hoàn toàn là Đăng Trường luôn, chứ không biết, không thể nào phân biệt. Bây giờ có kêu anh Bo ra đi hát cũng y chang vậy luôn. Là anh Đăng Trường không trẻ nha, Đăng Trường bây giờ thì sẽ khác hơn tí. Phải chi hồi nãy mà em mang cái tự tin của cái anh Vĩnh Phúc mà bạn diễn với cái tiết mục này thì nó hay thiệt là hay. Giọng hát em cũng trời ban xuất sắc, chỉ có sự tự tin là cản trở thôi. Em phải tự tin vào bản thân mình, bởi vì thật sự ra em hay ho hơn em nghĩ rất là nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Chúng ta sẽ cùng đến với chị Phương Thanh. Hôm nay em chỉ là được làm một cái hình tượng mới của anh Đăng Trường, thích thú. Được múa kiếm, được dàn dựng tất cả mọi thứ, em được tiếp cận lần đầu tiên. Nhưng mà chính cái đó làm cái tâm lý của em nó không được ổn định. Khi em hát cái cột hơi của em bị thiếu, chị thấy có những chỗ em bị rung. Em phải thật bình tĩnh hơn bao giờ hết, và tâm lý phải thật sự là thoải mái, tất cả mọi thứ phải thật là chỉnh chu, thì cái tiết mục đêm chung kết của em mới thật sự là tiết mục. Nay em hơi yếu một xíu trong mắt chị, chia sẻ cùng em. Cảm ơn chị Thanh. Xin mời Đặng Uyển Hoàng Nhật Nam, anh đã quay trở về sau khi cô kia bị bắt chưa? Vũ công Kim Anh thì rất là dễ thương. Dễ thương chứ, dễ thương anh mới ẩm chứ. Trái tim của tôi, anh yêu em đến ngàn. Và quý vị biết không, vợ của anh đã xem cái đoạn clip đó
và chị ấy không tin được rằng là anh lại có thể khỏe đến như vậy. Bình thường bế chỉ không nổi. Cách dàn dựng như vậy sẽ không bao giờ được tái diễn nữa. Lần sau anh sẽ có cách khác để tương tác cùng em nha Kim Anh. Không phải bồng bế như vậy nữa. Ok. Đó là một lời hứa. Sau khi vợ coi clip thương anh tôi ghê vậy. Quay lại với Minh Hoàng, như giám khảo Trấn Thành nói, giọng hát của em cũng quá là ngọt ngào và hay. Ngay cả cách nói chuyện cũng giống anh Bo nữa. Anh nghĩ rằng là chị Phương Thanh nói đúng, có nghĩa rằng là em, Minh Hoàng thường chỉ quen đứng hát thôi. Thậm chí là cũng tập những cái động tác vũ đạo để nhảy thì còn hơi bối rối nữa. Nhưng mà năm nay em đã giống như lột xác và đã tiếp cận được với những cái cách dàn dựng và cố gắng chịu khó để mà có thể nhập vai vào. Anh vẫn nghĩ rằng là Minh Hoàng vẫn còn rất là nhiều cái tiềm năng để mà có thể phát triển nhiều hơn. Chúc bạn may mắn, cố gắng lên. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa diều bước em đi. Nước mắt chìm theo sóng diều phân ly, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xinh đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua. Nhau ngày vui dẫu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời khô đầu cấm nín rồi nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu, giờ sao đã u sầu. Những ngày tháng mộng xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có yêu và thương cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và yêu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và yêu cũng đành chia tay,
đã không còn nữa. Tình duyên kiếp này thưa quý vị, đây chính là giọng hát của Quang Nghị, gương mặt mà có lẽ là quý vị đã nhận ra từ chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ ngày càng thành công và cháy được cái niềm đam mê của mình một cách mãnh liệt hơn nữa nha. Cảm ơn Nghị. Cảm ơn Kang. Thưa quý vị, sự kết hợp của các cặp đôi đã tạo nên cái cảm xúc với vòng hòa thanh. Tuy nhiên, đây cũng chính là phần kết thúc của chúng ta ở đêm nay. Chúng ta đang chờ đợi xem là khi mà hóa thân một mình thì các bạn sẽ thể hiện như thế nào, đúng không ạ? Hãy chờ đón chúng tôi vào tập phát sóng tiếp theo nha. Sài Gòn anh đi mà chợt mắt cười vì em mặt áo Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài nắng ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Chờ đi, anh vẫn biết trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thơ buồn vòng vai. Em ở đâu hơi mùa thu tóc ngắn, dư hồ anh màu áo Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy. Nhưng sao đi
mà không bảo gì nhau. Để anh gọi thiên thơ buồn vòng ai. Em ở đâu hơi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ ơi màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy, màu áo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Xin mời. Thật ra nếu mà nói về cách mà thể hiện nghệ sĩ Tuấn Ngọc thì anh đã càng ngày càng nhuần nhuyễn hơn, thành thạo hơn. Anh có những tiến bộ rất rõ rệt, rất là vượt bậc ha. Từ cách anh nhả hơi ra, cách anh xử lý cái nhịp. Hôm trước tôi nói anh đều quá, lần này anh có xử lý nhịp nhanh chậm. Anh cũng bắt đầu phát âm rõ hơn, mặc dù vẫn chưa rõ nhất có thể. Anh Tuấn Ngọc làm phát âm rất rõ, rõ khủng khiếp nha. Nắng Sài Gòn em đi mà chưa tắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Là chữ nào ra chữ đó anh không có. Nên anh hát bị lướt. Anh bị lướt chữ. Bị lướt chữ. Nhưng có một cái điểm duy nhất thôi là anh chọn bài này sai. Đây là loại bài để nghe chứ không phải là loại bài để thi. Khi mình thi mình cần có một cái những cái bài nào nó trưng trổ một tí, nó có cái đất cho mình diễn để mình nhấn nhá nhịp nhàng hay mình đẩy cao trào. Chứ không biết cái bài này nó êm đềm, nó là bossa nova. Bossa nova là một cái bài mà cái người đàn ông nó phải rất là quyến rũ, sexy một tí. Mà cái điều đó nếu như hát phải được dàn dựng trên một sân khấu ở có quán bar với những cô gái lợi rồi mình lợi, hỏi cô tên gì thì như vậy thì nó mới hợp cái ngữ cảnh của bossa nova. Chứ còn bây giờ cái bài nó êm đềm như thế này, anh hát thì vẫn hay thôi, nhưng mà gọi là chấm cái gì ấy. Nhất là tuần trước á, là Riêng Một Góc Trời, đúng không, là rất nặng đô. Tuần trước là nặng cái bài đô hơn cái này nhiều. Bài nó là bài đỉnh, thì bây giờ phải muốn mà hơn được Riêng Một Góc Trời, nó là Delilah, nó là Cry Me a River, nó là tại sao phải là bài này. Bao nhiêu bài của anh Tuấn Ngọc quá hay. Tất cả các cái bản live của anh Tuấn Ngọc á thì đều trên sân khấu là không có dàn dựng gì hết, ngoài cái band nhạc chơi sống thôi, mà nó chủ yếu tập trung vào giọng hát và cái phong cách biểu diễn của ảnh là chính. Với lại bài và phối nữa anh. Với bản phối. Thì một trong những cái điều mà hay nhất của anh Tuấn Ngọc ngoài cái giọng hát của ảnh, đó là cái đầu siêu trí tuệ của ảnh về âm nhạc. Một cái bài bình thường ảnh có thể để ra những cái dòng hòa âm, những cái hợp âm rất là hay và lạ cho cái bài đó, để nghe cái bản phối đó khác với bản phối của những người còn lại. Bạn chưa nghiên cứu kỹ được về cái điều đó nên nó uổng. Nói với Tuấn Ngọc là nói tới bài phối lạ, nó khác tới mức độ đó. Thành ra là bạn nên nghiên cứu nhiều hơn về ảnh để bạn chọn những cái bản phối hay nhất mình mới thi được. Hơi tiếc. Đây là một cái bài hát không đem lại được cái hiệu quả tốt như là tuần trước. Vâng, như vậy là với góp ý của ban giám khảo thì hy vọng là khi mà anh lựa chọn bài, nếu may mắn mình được tiếp vào vòng tiếp theo thì mình sẽ chọn những cái bài mà nó thiên về cái phần biểu diễn của mình nhiều hơn, xuất sắc hơn và làm khó đối với tai của người nghe hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, tiếp theo trên sân khấu sẽ là một ca khúc mà chắc chắn là sẽ làm cho chúng ta nhớ lại những năm 2000. Cái ca khúc này không chỉ lời của nó được viết rất là hay. Thật ra lúc đầu là ca khúc có tên gọi là Black Eyes năm 1997, nhưng sau đó thì nhạc sĩ Trần Lập đã viết lại lời Việt. Và có một cái câu chuyện tình bạn thật là đẹp giữa nhạc sĩ Trần Lập với nghệ sĩ guitar của mình.
khi mà anh là người luôn đồng hành cùng với anh Trần Lập, và khi mà anh Trần Lập qua đời thì cũng là lúc mà cái nghệ sĩ guitar này tuyên bố là mình sẽ không đệm đàn ca khúc này cho bất cứ ai nữa. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng nghe lại cái ca khúc có thể gọi là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của cố nhạc sĩ Trần Lập, ca khúc Mắt Đen, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của Xuân Đức. Lửa đam mê.
xin chúc mừng Xuân Đức đã mang đến một phần trình diễn rất là cảm xúc với ca khúc Mắt Đen. Bạn làm tôi lại nhớ về cái live show Đôi Bàn Tay Thắp Lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập. Không biết là Đức có đi xem cái live show đó không? Thực ra thì em rất thích nhạc của anh Trần Lập, cũng như là cách hát của anh ý, cũng như con người của anh Lập. Nhưng mà cái ngày mà anh Lập tổ chức cái bài cái live show Đôi Bàn Tay Thắp Lửa thì em lại có một chút công việc, không được tham dự cái live show đó. Thực ra thì ở bên ngoài thì em chưa được xem live show nào mà anh Trần Lập hát live, nhưng mà em đã từng được gặp anh Lập ở bên ngoài rồi. Hôm đó thì anh Lập có đến một cái tiệm guitar để chơi với cả anh em trong ban nhạc, thì em có may mắn là em vào đó em mua bộ dây đàn và em đã được gặp anh Trần Lập ạ. Thì cũng chia sẻ một chút quý vị là hơi tiếc một tí xíu khi mà trong cái live show Đôi Bàn Tay Thắp Lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập thì thật ra đáng lý ra thì cũng sẽ có một vị khách rất là đặc biệt sẽ góp mặt trong cái đêm đó, đúng không chị Thanh? Nhưng mà rất là tiếc bởi vì bận công việc riêng cho nên là chị Thanh cũng đã không thể có mặt trong cái đêm diễn cuối cùng đó của anh Trần Lập. Và thực sự là cái đêm đó đã mang lại cảm xúc cho rất là nhiều nghệ sĩ khi mà họ đã cùng nhau nán lại đến phút cuối cùng để hát rất nhiều ca khúc của ban nhạc Bức Tường. Và cảm ơn bạn đã mang lại cái cảm xúc tuyệt vời cho chúng tôi trong đêm nay. Cảm ơn bạn. Thật sự bạn mới thật sự là thấy anh Trần Lập rõ nhất. Với cái tiết mục này, những chỗ em gần giọng, đó là anh Trần Lập. Phương Thanh không nhớ là bao nhiêu năm khi đó hát ở sân vận động Mỹ Đình có 40.000 khán giả. Cái đợt đó SEA Games, đêm hôm đó có rất nhiều ngôi sao hát. Và lúc đó chính ngôi sao cũng không biết anh Trần Lập là ai. Anh Trần Lập là thần tượng của bao nhiêu là học sinh, sinh viên trong trường đại học và ngấm ngầm. Nhưng không ai biết bởi vì người ta nhìn thấy bề nổi nhiều hơn của dòng nhạc thị trường nhiều hơn. Và chính đêm hôm đó anh Trần Lập là người out chương trình. Và tất cả các ca sĩ hết hồn tại sao có một người chiến binh dũng mãnh như vậy kéo luôn 40.000 người tại sân vận động cùng hòa nhịp và cùng chia sẻ với nhau cảm xúc cái sự mạnh mẽ đó. Và với bài hát này, với tiết mục này, em đã phải nói là 90%. Có những chỗ khác chị không, có những chỗ em vẫn chưa đạt được, nhưng với những cái chỗ cao độ và sự mạnh mẽ, em đã thể hiện đúng tinh thần của anh Trần Lập. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn chị Phương Thanh rất nhiều. Cảm ơn chị Phương Thanh. Nói ở đây cũng có một fan của anh Trần Lập, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh chia sẻ một chút cái cảm xúc qua cái phần biểu diễn vừa rồi. Anh cũng cảm thấy rất là bồi hồi khi mà, và anh thực sự không cảm thấy quen một chút nào khi mà nhìn những hình ảnh anh Trần Lập đen trắng kia và nghĩ rằng là ảnh đã không còn giống như là mấy ngày hôm qua. Có những chuyến trước đây làm với ảnh chương trình ở Hải Phòng, làm thành phố Hồ Chí Minh ở nhà thi đấu Phú Thọ hay là xuống tận Bạc Liêu. Cho nên là hôm nay nhìn những hình ảnh và đặc biệt là nghe tiếng đàn guitar của Xuân Đức nữa, lại cảm mến bạn vì bạn đã có một cái tài năng nữa là chơi đàn để mà có thể chính mình đệm cho những cái dòng tâm tư của mình. Thì đó là những cái giây phút mà anh nghĩ là lắng động nhất và xúc động nhất trên sân khấu. Cái cảm xúc nó lấn át và anh cũng không có kịp thời gian để định thần để có thể xem là em đã hát chỗ nào chưa giống, chỗ nào cần góp ý nữa. Mà anh nghĩ là như vậy nó quá đủ với anh và nó rất là đông đầy rồi. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh Nam rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Anh nghĩ em là một cậu bé rất là thông minh. Cái gương mặt của em mới thể hiện điều đó. Và rất là nhanh. Gợi ý ngay cái vòng 1. Vòng này khắc phục được ngay. Cái thứ hai là cách em lựa chọn cái cách để mình thể hiện một tiết mục này. Nhưng cái việc mà ngồi cầm một cái guitar, em cũng có tài đếm đánh được guitar, rồi đèn nó lại mờ, hình anh ấy lại lên, thế này nó gây được cái cảm xúc rất là lớn. Nhưng những cái điều đó, với một cái người mà chân thành và tự tin như em, anh tin chắc là sau này em cũng sẽ có một vị trí nào đó nhất định trong lòng của khán giả. Anh chúc mừng phần thi thành công vừa rồi của em. Em xin cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Thực ra Phương Thanh nhìn anh Trần Lập là nhìn với một cái thái độ là sự trân trọng, sự nể phục, và đó là một sức mạnh chứ không có cái cảm xúc mà quá ủy mị đâu. Chị Chanh vừa cho mọi người một cái ý rất là hay. Ở nhạc Trần Lập buồn có buồn thiệt, có nén nỗi đau thiệt, nhưng luôn luôn là năng lượng tích sức cực, mạnh, không ủy mị, kiểu đàn ông. Tới đi,
Đó là cái tinh thần chấp nhận hết, chấp và nhận rất hết. Mạnh mẽ. Yes. Cái phần cuối á, khi mà out chương trình, cái nốt phải chắc một chút xíu. Hồi nãy em hơi bị hỏng khúc cuối. Khi cuối bài nó là nước hậu, là sự dứt khoát và sự mạnh mẽ để kết thúc chương trình. Một là lên đường, hai là chiến thắng, ba là thua luôn, cho nên cái đó phải được. Hai cũng vậy, knock out. Riêng rock là quýnh knock out cực mạnh. Thường hát rock khúc đầu, khúc giữa có những sự chia sẻ, nhưng khúc cuối rất mạnh. Cho nên khúc cuối nãy em bị thiếu lực. Tập trung. Inu Phước Thịnh, cảm ơn Vũ Đoàn Ô. Trời ơi, hôm nay đã có tiến bộ trong phần nhảy của mình rồi đúng không em? Dạ vâng. Tập bao lâu rồi? À, cũng một thời gian dài ạ. Một thời gian dài đúng không ạ? Vâng. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Really Love You. Và bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo nhận xét cho Quân Sự. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nói chung là thật sự ra em diễn thì người ta cũng really love you đấy. Rất là đáng yêu. Tất cả những cái điều mà bạn làm trên sân khấu là nó đều là thật cả. Coi nó dễ chịu lắm. Nó có cái buồn cười của cái sự là cố tình tỏ ra mình ngon lắm. Nhưng mà đúng không? Nó có cái buồn cười của cái điều đó là cố tình tỏ ra mình ngon lắm, nhưng mà lâu lâu nhớ lại là ý hình như mình không ngon như cách mình đang thể hiện. Đúng không? Lâu lâu nó có cái gọi là chợt nhớ. Chợt nhớ và gọi là nhận ra. Thì cái đó nó đều đáng yêu cả bạn ạ. Tại cái đó là những loại năng lượng nó rất là hay. Nghệ sĩ thì cần những cái năng lượng ngây thơ như vậy để mọi thứ nó fresh đó mà. Cái thứ hai là hôm nay hát có vẻ giống Nu hơn lần trước nhiều. Thế nhưng vì tập trung vô nhảy và cả thái độ thể hiện này nọ nên chữ nó bắt đầu nó phát âm đều sạch. Nu là hát cái chữ cuối nó phải hơi, nó phải có cái độ ngân và độ rung. Vâng ạ. Nhưng mà hôm nay thì bộ vó có vẻ ngon lành ha, ra rồi thể hiện được, nhìn cưng lắm. Nói chung là ít nhiều gì tôi thấy cái này nó tôi cưng và tôi thích cái phần trình diễn này. Có đầu tư, có nghiên cứu và có tiến bộ. Mời nghệ sĩ Trấn Thành. Mời chị Thanh. Cái tuần này em rất là khéo léo khi lựa chọn bộ trang phục cũng giống Nu Phước Thịnh, để cho một cái hình thức bên ngoài mình nó cũng bắt đầu giống dần. Tay cầm mic bắt đầu là nháy nháy đúng không? từng chi tiết rất nhỏ. Phước Thịnh cũng hay vẹt áo vào một bên đúng không? Đúng không? Yeah. Và yeah. Đứng á, không bao giờ đứng thẳng nhiều mà hay có cái vụ mà đứng nghiêng 45 độ như nè. Đó, nó có cái vụ mà ngộ lắm, tôi cũng biết đạp cái gì chứ này. Cái đó là em chưa làm được. Chị nghe hát thì chị thấy được có nét giống, nhưng mà chưa hẳn. Đi cần đi sâu vào nữa và nghiên cứu những cái này anh Thành chỉ em rất là lợi cho em. Rung rồi. Rung rồi, cái chữ nhấn chữ nhiều khi nó cũng có điệu trong đó nữa. Và tuần này chị thấy em hát thoải mái không rung. Chúc em ngồi vào ghế chọn. Dạ vâng, nha. Em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ xin mời đạo diễn Mau Thiên Thanh. Sao cô Thanh nhìn sang sẽ nhìn cái chữ Thiên Thanh nó hết hồn luôn. Người đàn ông mặc bộ áo màu Thiên Thanh ngồi cạnh một người phụ nữ xinh đẹp tên Phương Thanh xin được nhận xét như sau. Wow. Thiên rất là có tâm. Wow, thánh thơ đã nhập lại rồi, mời anh. Quân Sự thì không phải là một cái người mà chuyên về gọi là nhảy. Chẳng hạn như là thí sinh Hoàng Lâm, hình như là mùa 1 thì Hoàng Lâm là có cái lợi thế đó, bạn đó là một dancer và có cái chất giọng nữa, cho nên là những cái động tác vũ đạo bạn đó làm rất rất là hút và bắt mắt. Đối với Quân Sự thì vất vả hơn vì em không có quen. Anh có quan sát cái quá trình tập luyện của Quân Sự thì anh thấy là cũng có tiến bộ. Và từ hôm tối hôm qua và đến hôm nay diễn thì cũng đã là một cái một trời một vực rồi. Mà những cái ánh mắt nhìn hay là để giao lưu với mọi người, dĩ nhiên là để có cái ánh mắt sắc và cũng như là thu hút như Nu thì chắc chắn là mình cần một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà điều anh nghĩ rằng là em đã có cái sự tương tác đó. Anh nghĩ rằng là đó là những cái điều mà do mình cần phải có nhiều kinh nghiệm thêm với là cái thời gian thêm thì chắc chắn sẽ có một cái cuộc lột xác nữa. Cảm ơn em. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cõi nguồn, lá rơi rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây.
đâu trong vắng nhớ ai em buồn buồn vì ai, vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ai vì ai. Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết có những hận ghen nhỏ nhoi, biết nỗi lòng chi yêu thương và gì và đã rằng anh đôi tí chia tay. Ta đừng biết đến để em cũng buồn đâu, ta đừng biết đến làm gì trong vắng chiều nay. Chiếc lá rung rơi theo cõi nguồn, lá rơi rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trong vắng. Anh đâu nào có biết có những hận ghen nhỏ nhoi, tiếc nuối làm chi yêu thương và gì bằng tha rằng anh nói tiếng chia tay. Thưa quý vị, ca khúc Trống Vắng có thể xem là ca khúc rock đầu tiên mang đến thành công trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Phương Thanh. Mặc dù sau đó có rất là nhiều ca khúc mà chị Phương Thanh thể hiện theo phong cách rock. Bây giờ thì Nguyễn Khang sẽ mời phần nhận xét của các nghệ sĩ. Không biết sao với bài này thì Phương Thanh lại thấy cũng không giống Phương Thanh lắm. Không biết là Trấn Thành với Nam thấy sao? Dạ hoàn toàn đồng ý. Mọi thứ nó ngộ lắm. Mình làm đúng đường tuần, cái mình thấy đã, cái mình hay bị cái tuần sau cái mình hay làm lố hơn tí, cứ lố hơn tí là sai. Cứ ngây thơ, hát thật thà thì nó lại đúng. Trống Vắng là một bài hát, ồ, nghe nó tên, không? Đông đinh, tên tuổi, tập trung, hát cho dữ vô, gãy. Cái này là bạn hát, bạn biết chỗ nào bạn nên gằn, nên xé, để cố gắng mình làm cho nó khàn. Nhưng mà cái khàn đó là bạn làm, chứ chị Chanh không có gào cái kiểu đó. Hát mà tôi sợ, bạn hiểu không? Sợ mà bị hư giọng. Tập trung vào cái tâm hồn nhiều hơn.
Đây tuần trước bạn làm tốt tới mức độ mà tôi wow lắm, nhiều quá. Bây giờ giả sử cái ca khúc đó nghe lời góp ý của chị Chanh với lại anh Thành á, em hát thử lại theo phong cách nhẹ nhàng. Em hát lại cái đoạn đầu nè, không trao chuốt, hát nhẹ nhàng thoải mái, tình cảm, thả hồn vô, nhắm mắt lại bình tĩnh. Người nhìn chiếc lá rụng rơi theo cõi nguồn, lá rơi. Em thấy không? Bây giờ cái giọng em nó đã bị tổn thương rồi, em thấy không? Em hát mấy câu đầu nó bắt đầu nó rung rinh rồi. Tại vì em gào quá, nó bắt đầu cái dây thanh nó bị tổn thương. Hát kiểu đó hư giọng hết, không có làm vậy nữa nha. Dạ. Em hát rock chưa có tới, em có thể là pop một chút xíu thôi. Được, qua rock hơi khó. Rock là phải biết cách control chứ không phải là hư giọng hết. Mạnh mẽ nhưng mà phải uyển chuyển, không gồng. Vì em gồng á, em gân mấy này lên, chị gân chứ lấy hết lực nhưng mà chị lấy bằng hơi bụng. Chị lấy một hơi bụng và chị có một cái kỹ thuật riêng làm cho nó rè đi. Còn em hát rè ngay đây nè, nó sẽ rất là khó. Cái nhạc phối hay quá luôn á, mà tớ có chắc em bị hơi bị rung. Chị thấy em bị áp lực. Ngồi nhìn chiếc lá rung, tức là cho chị hát là cái chữ lá, cái dấu sắc là tranh thủ là mở giọng ra liền. Có thể là em đang sử dụng quá nhiều cái chị Phương Thanh ngày xưa. Chị nghĩ là em nên cập nhật chị Chanh mới đi. Dạ. Ok không, nó sẽ đỡ hơn cho em. Ví dụ em hát được. Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi. Không đụng vào cổ, nhưng mà đó là cái âm lượng của chị phá ra để cho nó gằn ra nó khác. Dạ, cảm ơn chị. Thôi sẵn có chị Thanh ở đây á, là để phỏng vấn luôn nè. Cái bài Trống Vắng này là đã 20 năm rồi, và cũng là một cái bài mà chị Chanh cũng rất là tâm đắc, và cũng gọi là đóng dấu chữ ký của chị Chanh nữa. Mà chị có nói là cái bài này nó cũng vận vào mình. Mình cũng bị trống vắng. Và khi nào có một đàn em á mà hát thành công ca khúc này thì chị sẽ chuyển giao để cho chị hết trống vắng. Thì xin phỏng vấn là hiện nay chị đang trống vắng hay không? Nghệ sĩ thì lúc nào cũng có những lúc cực kỳ trống vắng. Yes. Và có những lúc cực kỳ hạnh phúc. Đó là... có những lúc cực kỳ tấp nập. Tập nập và những lúc đi bộ cũng ngoài dòm. Khi mà Phương Thanh hát bài Trống Vắng này, Phương Thanh cũng có người, nhưng mà tới không có được. Cái duyên có nhưng cái nợ nó không, cho nên cũng coi như là không. Thì hát bài này một thời gian, nó vận hết vào người mình. Không ai vào số mình được, mặc không phải là mình không có. Bởi vì nói nghệ sĩ mà ế là không phải. Cái ế của nghệ sĩ là vì không thể vào được một người. Nghệ sĩ là người đào hoa. Nghệ sĩ là người có nhiều nhân duyên theo đuổi nhất. Nếu nghệ sĩ là người công chúng mà không có bộ đào hồng hỷ thì không bao giờ nổi tiếng được. Hay quá. Thật sự, một cái người mà không đào hoa, không ai thích thì làm sao mà đứng trước đám đông được? Cái đó về mình phải thu hút, mình được. Phải thu hút người ta. Yeah. Thì nhưng mà em hỏi nè, chị cũng có bài Tình Cờ, mà tại sao nó lại không vận vào cuộc đời của chị mà lại những cái bài như là Một Thời Đã Xa là Trống Vắng nó lại vận vô cái số của mình? Nếu tôi tính được hết thì tôi là Nguyên Khang rồi. Trời xuất sắc. Với lại cái câu hỏi nó cũng nằm, cái câu trả lời nằm trong câu hỏi rồi đó. Bài kia tình cờ dính thôi. Đúng, chính xác. Đúng không? Trống Vắng. Cái dòng thì... Tình Cờ là hên xui may rủi, dính không dính thì thôi à. Đó. Bây giờ là Trống Vắng rồi, thành công rồi. Năm nay có định đổi ca khúc mới để thay đổi cuộc đời? Năm nay đổi rồi. Đã. Thật sự ra thì ngày xưa Phương Thanh hát Trống Vắng mặt buồn lắm. Dạ. Yeah. Nó thảm thiết lắm. Nào nhanh nhó. Nhưng mà bây giờ hát Trống Vắng mặt tươi rói rồi, không biết tại sao. Dạ, cái đó là câu trả lời chăng? Giờ bình yên. Giờ đó, người ta bình yên. Và đã nói rồi, nghệ sĩ là không thiếu người yêu. Dạ. Yeah. Không bao giờ thiếu người yêu. Nhưng để có một người cho chính mình như Trấn Thành gặp được Harry Won nó lại là chuyện khác. Phương Thanh chưa gặp được người của mình thôi. Nhưng mà kế bên cũng rất là nhiều trai theo. Đây có được xem như là lời mời gọi rất là hấp dẫn ở trên không sóng truyền hình hay không? Không, lúc nào nghệ sĩ cũng... Trời ơi, tính. Mời gọi gì ta bật đèn xanh từ hồi nãy vậy? Nãy giờ. Dạ. Trời ơi. Đèn led ta bật hết rồi, đèn thả thính gì nữa. À, có một điều nữa là nếu mà Phương Thanh yêu người trong giới á, thì Phương Thanh sẽ PR cho nó vui, giải trí mà. Giải trí mà đi xuông không có vui. Dạ. Nhưng nếu Phương Thanh lấy người ngoài giới thì chắc chắn là cũng sẽ bảo vệ bình yên cho người ta. Bình yên cho người ta. Vì thật đúng, chính xác Trấn Thành nói đúng á, người cùng giải trí cùng vui, người ta hiểu cùng quậy. Thôi nha, vậy không lén yêu anh Đức nha. Là anh Đức nữa. Cái đó ồn lắm á, ồn lắm luôn á. Bữa giờ thấy anh Đức ồn ào dễ sợ. Ồn dễ sợ, ồn quá ồn. Còn ai khác không? Phương Thanh có menu riêng. Như vậy là ngày hôm nay thì mặc dù ca khúc này em thể hiện rất là tự tin, nhưng mà anh hy không, vọng là với chị là chị hơi khó thôi, tại vì không chị... Chanh không khó, anh cũng không thấy giống thật sự, tại vì anh nói rồi là cái giữa cái liều lượng và cái dư thừa nó cách nhau có một sợi chỉ à, nên em phải rất là kiểm soát. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Ừ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn Cẩm Tiên nha.
trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi. Biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa. Lá khô về đâu xào xạc ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa. Lá thu về đâu xào xạc ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi cho anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về. Xin được cảm ơn phần thể hiện của Minh Hoàng. Em ơi, không thể tưởng tượng được, nhắm con mắt lại nghe y như Đan Trường đang hát. Mà Đan Trường này là phiên bản Đan Trường có cập nhật. Dạo này ông Đan Trường ông hát là ông phiêu như vậy đó. Yeah. Ông bẻ nốt, ông không có hát cái nốt cũ. Đây là phiên bản Đan Trường có cập nhật. Tôi là người đi show với anh Đan Trường rất nhiều, làm bạn thân với anh Đan Trường đi rất là nhiều nơi. Và tôi xác nhận những cái nốt bạn phiêu không phải là do ông tự đẻ ra, mà là của ông Đan Trường thiệt, tác nhận. Mà bữa nay ốm đẹp trai luôn mới chết. Nhìn từ xa đèn xuống y như Đan Trường, hai mái đẹp luôn. Thôi, làm nghề gì? Dạ, em là ca sĩ. À, hết không? Ừ, vậy là hát tiếp đi. Ừ. Tưởng làm khác anh suy nghĩ nữa. Đi ca đi, đi ca. Hát hay quá. Đường dẫn đến ngôi vị quán quân đang rộng mở,
đi cách nào là tùy em. Ở đây là một lời khen dành cho em. Bây giờ xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Hôm nay anh thấy em đã kiểm soát sân khấu, một cái không gian rất ma mị ở một cái chốn xa xôi nào đó trong một cái cõi mơ, và nó thể hiện em rất là phiêu lãng. Và anh rất thích là em có những cái đoạn bỏ nhỏ của anh Bo á, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và nó đầm thắm, nó có hồn lắm. Đó thì những cái điều đó em phải tiếp tục phát huy hơn nữa. Hôm nay với cái diện mạo như thế này, mái tóc bổ luống rất là đẹp trai ha, và có duyên hơn. Chúc em sẽ duy trì cái phong độ này trong những vòng tiếp theo. Em cảm ơn anh Nam. Xin cảm ơn anh Nam. Xin mời chị Thanh ạ. Đan Trường là một trong những cái nghệ sĩ mà có một cái chất nhẹ nhàng thư sinh, nồng nàn và tình cảm, hát rất khoan thai, từ từ, tất cả mọi thứ không over, vừa vặn. Và em là người truyền tải được cái điều đó, có thể nhắm mắt lại có thể tưởng tượng được đó là Đan Trường. Nhưng mà có một cái đang chưa giống Đan Trường, đó là cái thần thái khi ra sân khấu. Đan Trường không có mất tự tin như vậy. Bạn phải tin rằng bạn hát hay, bạn phải tin rằng là người ta đang ghi nhận bạn. Mắc cái gì phải sợ, cho vô tới vòng này mấy ai làm được mà nhút nhát cái gì nữa. Em hứa vòng tới em sẽ làm hết mình và giữ tự tin tối đa để mà hoàn thành xuất sắc nhất cuộc thi để đi đến chung kết. Cảm ơn Đan Trường. Cảm ơn bạn. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói giống lạc hồng, giống dòng tin nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên quỷ. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ say hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lính che xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khung hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát cùng hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Đúng là như mở đĩa hả? Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói giống lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ say hào hùng.
Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quanh. Nào ta hát khung hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dợp biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên biến thêm trang sử vàng. Nào ta hát khung hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Thưa quý vị, đó chính là hình ảnh của Minh Hoàng đã hóa thân thành nam ca sĩ đang trường. Cảm ơn nhóm múa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời. Chấm sao giờ ta? Vô chung kết. Không còn gì để nói. Đây là đang trường. Yeah. Hay quá. Đỉnh cao, không nói nữa. Hết không ý nói gì này. Luôn. Vô thẳng luôn. Thắng luôn. Thắng luôn. Hai vé. Hai vé. Nhìn cái mặt không muốn nói nữa. Hai người kia đã không nói là anh nên nói. Minh Hoàng hôm nay đã để lại đằng sau rất nhiều những cái sự hồ nghi về chính mình, cũng như là cái sự thiếu tự tin. Và hôm nay lên sân khấu rất là tỏa sáng trong một cái bài sử thi rất là hay của anh Lê Quang. Một cái màu sắc đỏ vàng rất là rực trên sân khấu, làm cho anh cảm thấy rất là tự hào về dân tộc, về ngàn xưa. Và đặc biệt là tự hào mình đã có một cái thí sinh trong chương trình Ca sĩ Thần Tượng đã lột xác hoàn toàn so với những vòng trước đây. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Nhưng mà lỡ những thí sinh tiếp theo tốt nữa thì mình chắc là mình xem lại ha. Còn chứ sao tốt hơn nữa, chuyện nhỏ anh. Thí sinh mà còn sao mà còn tốt hơn em. Ừ thì mình thua thôi. Cái gì hết. Cứ vô thẳng rồi chờ. Em ơi nói chứ, hay lắm rồi nha. Chỉ giữ y như vậy thôi là thiệt. Em sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng mà mọi người vẫn đang chờ đợi cái màn hóa thân cổ trang của em. Cổ trang nha, đang chờ trường. Nha. Bây giờ mình đi theo tướng oai nghi bệ vệ bước vào trong. Thưa quý vị, Minh Hoàng. Trời ơi, đi có nhạc rồi. Trời ơi, trời đi có nhạc giống luôn rồi trời. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay ạ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát yêu tình tôi. Người vui bên ơi, xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân năm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Nơi đây nụ hôn đã mưa say,
bờ môi ướt mi cay nay còn đâu. Chia cách đôi nơi là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao ấp anh hát câu mong chờ em về lối xưa. À còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mưa say, bờ môi ướt mi cay nay còn đâu. Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhé về trên hàng lá khô, ngàn sao ấm anh hát câu mong chờ em về lối xưa. À hôm nay hát hay quá. À còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, mình nhớ thương nhau. Thưa quý vị, đó là một tuyệt phẩm của ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện ca khúc Riêng Một Góc Trời với phần thể hiện của anh Bảo Toàn. Xin mời chị Thanh ạ. Phương Thanh biết tới anh Tuấn Ngọc là từ bài hát này, và nghe bài hát này cũng rất là kỹ. Và khi mà ta chọn bài hát này là Phương Thanh sẽ feeling theo, bởi vì cái mức độ giống là giống rồi. Thì khi mà nghe xong rồi á, thì thấy Toàn chọn bài này ở vòng này là chính xác. Một bài phối rất tình tứ. Thường có những ca sĩ làm lại nhạc để hát thì nó mất cái độ tình trước. Và khi cái nhạc mà, cái beat nhạc mà nó không có tình á, thì cái hát nó cũng sẽ không có tình bằng như vậy. Cho nên đây là một sự chọn lựa từ nhạc cho tới cách hát. Hôm nay hoàn toàn là lấy được cái tình cảm, không phải của riêng ba ban giám khảo đâu. Phương Thanh nghĩ là qua sóng truyền hình và khán giả ngồi đây cũng sẽ rất là khen Bảo Toàn bài hát này. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh. Xin mời nghệ sĩ Tuấn Thanh. Hôm nay anh làm tôi khá là xúc động. Tại vì thật sự hôm nay là cái cách anh hóa thân á, cả cái cách anh đi, anh đứng, cách anh mặc đồ, cái thái độ của anh, những cái lúc anh hát, anh nhấn nhá cái tay, anh nheo cái mắt, tất cả những cái chi tiết nho nhỏ đó, và kèm theo cái giọng hát ngày hôm nay gần như hoàn chỉnh 100%. Yeah, chúc mừng, chúc mừng. Đây thật sự phải nói là một cái phần thi mà tôi nghĩ là nhiều năm sau anh có quyền tự hào khi anh xem lại. Có một cái điểm nhỏ nhỏ đấy thôi, nhắc để anh nếu như những vòng sau anh có làm tiếp thì anh làm cho nó hoàn hảo hơn luôn. Là thường với những cái bài như thế này á, thì cái vòng hòa thanh nó lặp đi lặp lại, thì mình không nên hát theo cái version mà người ta thu âm audio. Hồi nãy giờ anh đang hát đúng hoàn toàn cái version thu âm audio. Và không nên biểu diễn trên sân khấu mà hát cái version đó. Chúng ta có thể giữ nửa đoạn đầu là version audio, nhưng nửa đoạn sau chúng ta phải thay đổi. Ngay cả Tuấn Ngọc anh lên sân khấu ảnh cũng sẽ hát khác nhau. Đó là những gì Thành góp ý, để nếu anh có làm tiếp sẽ tốt hơn. Chứ với tôi hôm nay là quá tuyệt vời rồi.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Hôm nay thì Bảo Toàn đã chọn cái bài này trong cái vòng này. Anh nghĩ là một cái quyết định đúng đắn. Bởi vì một cái bài rất là dễ để mà thể hiện, nhưng mà cũng rất khó, bởi vì chúng ta phải có cái nội lực, đúng không? Chúng ta phải có khả năng thì chúng ta mới thể hiện được cái điều đó. Về mặt tình cảm thì các giám khảo khác đã cảm nhận được rồi, anh thì cũng cùng chung cái cảm nhận như vậy. Nhưng mà cái điều mà anh đang quan ngại đó là Bảo Toàn sẽ làm gì đây ở những vòng tiếp theo. Trấn Thành có đề nghị, nói là chỉ chiêu liền. Nếu nói về anh Tuấn Ngọc, chúng ta tìm hiểu kỹ về anh thì chúng ta sẽ biết là ngoài cái việc mà anh hát hay ra, anh Tuấn Ngọc còn là một người rất là dí dỏm. Và anh Tuấn Ngọc là một cái người rất là nghệ sĩ tính, và mình dùng cái từ là quyến rũ. Như vậy thì với cái người đàn ông gợi cảm á, thì tôi đề nghị bạn ở những vòng sau bạn bắt đầu bạn thử tập cái này. Một là bạn mang cái chất quyến rũ của anh Tuấn Ngọc để hát hai bài. Một là bài Ghen, đó là một. Hai là bài Amo, Amo, Amo. La la di da, la la di da, da la di da da. Cái bài đó đó. Đó là hai bài nó về tiết tấu nhanh ha. Còn nếu anh muốn chinh phục khán giả mà về kiểu đỉnh cao để khoe giọng thì anh phải hát Delilah Tình Hận. Đó đó là những cái gì tôi gợi ý cho anh. Dạ vâng. Cảm ơn ba giám khảo rất nhiều. Cảm ơn anh Toàn và hy vọng là anh sẽ có cơ hội để bước tiếp vào vòng tiếp theo. Nha, xin cảm ơn anh rất nhiều. Trong thơ nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm, đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người, dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa, vốn sông đời tha phương ngọn gót bước và thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi, được sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, một tình yêu sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá vững sống như hòn đá, vì tâm hồn đã xa bằng. Come on, here we go. Yes. Quãng chốc lại đổi thay, bầu trời buổi tối có biết bao sao đôi ngôi, nhưng có bao giờ hòn đá biết khóc như loài người, vì đã không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa, vốn sông đời tha phương mòn gót bước và thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi, đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn mất bằng giá, đừng hóa thân thành đá. Wow, here we go, lớn nữa lên, hey, come on. Tình yêu sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá. Sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đã giá băng.
Xin chúc mừng Xuân Đức với phần hóa thân thành cố nhạc sĩ ca sĩ Trần Lập. Có lẽ là với ca khúc rock này thì xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Thấy chị hơi đang đâm chiêu suy nghĩ đúng không ạ? Khi mà Đức hát đó là chị sẽ nhắm mắt lại để chị xem là có phải chị đang nghe Trần Lập hát hay không. Thì có, giống. Em giống về những cái nốt lên, những cái lúc hát điệp khúc lên rất giống anh Trần Lập. Cái độ căng có, nhưng mà cái lúc xuống em bị mỏng hơn. Cái cường độ hát của anh Lập á, rất là đều, chắc lắm. Cho nên cái phần xuống em hơi yếu hơn xíu, đúng không? Em công nhận và chị nói đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Giống 8, 9, 10. So với chị đó nhá, các bạn hầu như là đang giống bên ngoài. Bên ngoài nhiều hơn là bên trong. Trời ơi, đúng như những cái gì tôi đang định. Cái cốt lực bên trong của một cái người chiến binh, anh Trần Lập là một chiến binh. Cho nên khi cái hát của anh Lập ra nó bình tĩnh lắm. Có cái lực lên ghê lắm. Có nghĩa là gì nè, em cũng come on, here we go, hey, chạy. Cái đó cũng để chân lên loa này nọ. Nhưng mà cái đó là em đang điều khiển em để em làm như vậy. Nó không đến từ cái người đàn ông mạnh mẽ bên trong. Ví dụ như khi mà làm anh rất là thích là cái cách em trình diễn bài này. Anh thích cái cách em cầm cái này, em kéo qua kéo lại này nọ, thấy không? Em giật rồi em xử lý cái này này nọ. Nó rất là có cái để cho người ta coi. Nhưng mà thí dụ cái người mà người ta hát rock mà cái cách người ta lấy cái micro ra nó phải khác. Đó là giống như họ nói là lấy nè, không? Đó lấy nè. Đó, đưa vô đó. Hoặc người ta bỏ nó ra một bên. Đó, nó không thèm quan tâm tới nó luôn. Không thiệt mà. Bây giờ người ta không quan tâm. Đấy là giảm lên. Đó, người ta làm như vậy, đúng không? Và người ta hiểu tại sao người ta phải cắt cái này lên, tại vì tôi muốn hướng xa hơn các bạn và cái này nó chống để cho tôi gần các bạn hơn thôi. Thì có nghĩa là tất cả những động tác đó nó phải đến từ cái bên trong của mình. Còn hiện nay là em biết là em phải tới đây đem gác cái chân lên đây. Rồi em đã tính trước điều đó. Đó, rồi em tới đây, em tháo cái này ra. Em hiểu không? Nó không có đến từ cái nội tâm bên trong nên anh thấy là nó hơi thiếu cái gọi là... Nhìn thì động tác rất là nhiều nhưng mà nó thiếu cái sự tập trung. Là tại vì nó không đến từ cái nội tâm. Có phải một xíu bất cần đời nữa. Yes. Lạnh lùng nhưng mà dứt khoát nữa mới đúng. Em phải về em học cái bên trong á, cái nội lực bên trong á, nó mới ra mới được. Chứ còn hiện nay mọi cái nó đang vẫn là bên ngoài thôi. Thu hút tất cả bên ngoài bằng sự bình tĩnh nhất có thể và dứt khoát. Anh bảo đảm em, nếu em mang cái năng lượng của anh Lập, em đứng đây cũng chỉ mười mấy hai chục người này thôi, nhưng họ sẽ la như 10.000 người nếu em có cái cục năng lượng mà nãy với anh với chị Chanh nói. Dạ vâng ạ.